Đây em lên rồi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với phiên livestream của nhà Cúc Fashion trong buổi chiều ngày hôm nay mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người đã vào đây, mọi người nhìn thấy em rồi, mọi người đã follow nhà em rồi thì hãy cho em những nút thả tim đầu like, những nút chia sẻ đầu like để ngày hôm nay chúng ta cùng lên deal với nhau với những cái mức giá siêu siêu hời về cái phần sản phẩm này mọi người nha. Ok, chọn một cái phiên bản nó cực kỳ đẹp luôn. Được không mọi người ơi? Một cái phiên bản cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh luôn nhá. Mà vào ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đang được săn cái em này với cái mức giá cực kỳ ưu đãi, nhưng mà chỉ dành những chị gái nào mà thả tim tương tác thật là nhiệt tình của nhà em thôi. Nên là ngày hôm nay tình yêu nào mà muốn săn thì hãy ở lại đây với em, tương tác thật nhiệt tình, si và giữ chặt trên màn hình cho em từ 30 giây cho đến 1 phút để chúng ta cùng tương tác qua lại lẫn nhau, để mọi người được nhận cho em những cái mức giá thực sự là ưu đãi cho cái phiên livestream này mọi người nha. Rất là hời luôn. Ngày hôm nay áo nhà em sẽ để cho mọi người mức giá là 199, chân váy nhà em cũng sẽ để cho mọi người 199, nhưng mà chỉ dành cho những người nào mà chẳng follow shop em thôi mọi người nha. Đấy, cho nên là mọi người cứ ở lại đây với em và cùng tương tác nhiệt tình với shop em. Chất liệu vải áo và cả chân váy của em ngày hôm nay đều là chéo Mỹ cao cấp, một trong những cái dòng chất liệu vải đứng đầu trong ngành công nghệ thời trang may mặc đồ công sở tính đến hiện tại. Bây giờ em sẽ bắt lên deal cho mọi người luôn được không ạ? 3, 2, 1, lên deal cho mọi người với mức giá là 199k mọi người nha. Bây giờ em sẽ sơ qua màu, mọi người muốn mặc màu nào mọi người comment lên cho em để bên em hỗ trợ cho mọi người được không ạ? Đây mọi người nhá, bên em sẽ có cho mình là các tông màu như sau. Ví dụ như tông màu tím nó ra là mặc nha mọi người nha. Em có màu hồng này, em có cho mọi người màu đen, và em có cho mọi người là màu sữa. Thích màu nào vào đơn cho em tông màu đấy. Bởi vì cái mức giá này của nhà em đều là những cái mức giá cực kỳ ưu đãi và đang gửi cho mọi người rồi. Cho nên là ngày hôm nay đừng lăn tăn, đừng đắn đo, đừng suy nghĩ gì nhiều, mà cứ tự động hoàn thiện đơn hàng và chốt đơn cho em thôi mọi người nha. Ok, tranh thủ cho em mọi người nha. Ngày hôm nay nhà em đang bán cho mọi người là áo, là áo cả áo quên là đang mặc trên người cho mọi người là cả set, nhưng mà nhà em làm sao mix tách set ra để cho mọi người thoải mái trong cái khâu chọn lựa hàng hơn, đúng không ạ? Đấy, áo không một chân váy của mã sản phẩm số 02 và cả hai mã sản phẩm nhà em cũng đều đang được sale. Nên là tình yêu nào muốn săn thì cứ ở lại đây với em, cho em xin chiều cao cân nặng để em tư vấn size số cho mọi người nhá. Màu sắc của nhà em thì toàn là những cái gam màu rất là đẹp thôi. Đấy, không kén da, không kén dáng, càng không kén tuổi, cho nên là thích săn thì cứ tự tin và chốt đơn cho em cái phiên bản này trong ngày hôm nay để chúng ta được nhận cho em những cái mức giá hời. Bởi vì chỉ có khi ở trên live thì chúng ta mới săn được cho em những cái mức giá hời như này thôi. Ghim cả set đi chị ơi, em không ghim cả set được. Ngày hôm nay áo không một chân váy không hai, bởi vì có những chị gái là sao ạ, mình mua cho em chỉ có một mình áo thôi, có những chị mua mình váy thôi thì làm sao mà em nhau gồm set được cho mọi người. Ngày hôm nay tách set lẻ áo, còn tình yêu nào muốn săn cả set tự động gọi đơn cho em cả set mọi người nha. Đúng rồi mọi người nhá, nếu như mà ai mình muốn săn cho em cả set thì mọi người lần lượt thêm mã sản phẩm số 01 vào giỏ hàng đấy, thêm mã sản phẩm số 02 vào trong giỏ hàng cho em và mình chốt đơn thôi là sẽ được cả set cho tình yêu nha. Áo có mấy màu, áo bên em nó sẽ có cho mọi người là 5 tông màu, em Giang vừa rơi cho mọi người rồi đấy. Thích lên màu nào mọi người báo em để em Giang có thể là hỗ trợ mặc lên cho mọi người luôn để mọi người có thể ngắm nhá mọi người nhá. Ngày hôm nay thì nó sẽ có cho mọi người là đồng bộ cả set luôn, cả áo với cả là chân váy nó đồng chất liệu cũng như là gì mọi người, đồng màu luôn nha mọi người nhá. Và váy mấy lớp, váy bên em nó sẽ có hai lớp. Hai lớp đúng rồi, để khi mọi người mặc lên cho em nó ôm nó bó vào nhưng mà vẫn sẽ không lo tình trạng bị lộ viền quần trong nha mọi người nhá. Đấy, cho nên ai muốn săn cho em mã này mọi người tranh thủ luôn giúp em nhá mọi người nhá. 1m53, 55 cân, mặc size gì lấy cho em sẽ là form size L của áo. Còn nếu như mình muốn tư vấn chân váy mọi người phải cho em xin cả số đo của em trên số 2 xăng của mình nha, thì em mới hỗ trợ tư vấn một cách chính xác cho mình được nhá mọi người nhá. Cần em qua màu gì các chị báo em để em ra hỗ trợ qua màu luôn cho mình xem nha tình yêu nha. Không vừa em hỗ trợ đổi size các tình yêu nhá, nhưng mà các tình yêu phải để lại comment chiều cao cân nặng đi ạ, để em ra hỗ trợ tư vấn size mình nha tình yêu nha. Ok chưa ạ? Và đang mặc cho mình nó sẽ là một set màu tím luôn đấy, một set màu tím luôn cho em nhá mọi người nhá. Ai thích màu tím mình vào đơn màu tím cho em nha. Và hiện tại em đang cao 1m65, nặng 49 kg và đang mặc cho mọi người sẽ
là form size S đấy ạ. Đấy, ai mình có cùng với cân nặng chiều cao như em thì mọi người cứ vào đơn form size S nhá mọi người nhá. Còn không thì mọi người hãy comment xuống dưới để em ra hỗ trợ tư vấn cho mình. Bộ bao nhiêu hiện tại thì em đang ghim cho mình áo sẽ là mã số 01 199k và chân váy sẽ là mã số 02 199k tình yêu nhá. Ai mình thích thì mình vào đơn cả set ngày mai chưa đến 400.000. Đấy, 398.000 mình săn được cho em cả một set rồi, quá là lớn rồi. Cho nên ai muốn săn mọi người săn sớm nhá. Chính xác mọi người ơi, muốn săn săn sớm, trải nghiệm hàng sớm cho em bởi vì những cái mức giá này nhà em chỉ có trên live. Bây giờ nhà em sẽ mặc vào cho mọi người là màu khói đi em ơi. Mặc màu khói trước, sau đó là nhà em sẽ lên cho mọi người màu hồng luôn. Được chưa, đợi em chị Thí. Đúng rồi, bây giờ em Giang sẽ qua cho mọi người là màu khói nhá. Mọi người cần lên màu nào mọi người báo em nha mọi người nha. Cần lên màu nào mọi người báo em để Giang có thể hỗ trợ luôn cho mình nhá mọi người nhá. Có rất nhiều tông màu. Đấy, ngày hôm nay bên em là có rất là nhiều tông màu luôn cho mình rồi. Thì mình cứ tha hồ lựa chọn cho em nhá mọi người nhá. Cần lên màu nào mọi người báo em để Giang hỗ trợ luôn. Như bộ em đang mặc, Tình yêu ơi, như bộ em đang mặc thì mình vào cho em sẽ là tông màu tím. Đấy, mình lựa chọn cho em mã sản phẩm số 01 thì nó sẽ là màu tím và mã sản phẩm số 02 màu tím cho em nha. Xong rồi mình tiến hành mình đặt đơn là sẽ có đơn cho em thôi đấy ạ. Nếu như mà chị nào mình mới vào, mình chưa biết là size thì có thể là comment xuống dưới cho em nha mọi người nha. Ngày hôm nay áo bên em có đến size XL và chân váy cũng sẽ có đến size XL cho mọi người để mọi người chọn cho em nha mọi người nha. Ok, bây giờ váy nhà em sẽ vào cho mọi người là nguyên set tông màu khói. Tình yêu nào thích màu khói vào đơn cho em tông màu khói được chưa? Bởi vì ngày hôm nay những cái mức giá em để cho mọi người đều là những cái mức giá tri ân. Nên là tình yêu nào muốn săn tranh thủ hoàn thiện hàng càng sớm càng tốt cho em. Và em Quỳnh sẽ dơ cho mọi người là tông màu vàng lên, à tông màu hồng lên để cho mọi người tham khảo tông màu hồng của nhà em mọi người ơi. Được chưa ạ? Rất đẹp cho em luôn mọi người nha. Áo màu hồng kết hợp cho em với chân váy màu hồng, một siêu phẩm trong làng công sở cho em luôn mọi người ơi. Ngày hôm nay mọi người mặc như này mà ai bảo mọi người là không có gu nữa, thôi trời ơi không chơi nữa cho em. Được chưa ạ? Mặc lên là đẹp, mặc lên là xinh, mặc lên là dễ phối đồ cho em luôn mọi người nha. Kể cả mọi người ngày hôm nay mọi người mua cho em cả nguyên cả một set, về nhà mọi người tách đẻ set ra cho em thì nó vẫn rất là đẹp mọi người ạ. Đấy, chứ không phải là những cái phiên bản mà à mình mua một set là mình chỉ mặc được độc một set đâu, không đâu mọi người nha. Cho nên là ngày hôm nay mọi người cứ yên tâm tự tin mà chốt đơn cho em mọi người nha. Áo nhà em có rất là nhiều tông màu. Nhà em có màu tím, màu hồng, em có màu sữa, màu đen và có cả màu khói. Mọi người ơi, mọi người nhấn cho em vào nút mua, nó sẽ hiển thị bảng màu lên cho mình nhá. Cả bộ bao nhiêu tiền em ơi? Dạ, áo nhà em đang chạy deal là 199k. Chân váy nhà em đang chạy deal là 199k luôn. Tình yêu nào ngày hôm nay muốn săn áo thì săn, muốn săn váy thì săn, mà muốn săn cả đôi thì lấy cho em cả giỏ hàng vào mọi người nha. Nếu như mọi người mà chưa biết cách săn cho em cả một set đồ thì mọi người có thể comment cho em là hướng dẫn. Bên em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách săn cả một set hàng mọi người nha. Ok chưa? Cảm em đã tư vấn rồi. Mọi người cho em chiều cao cân nặng đi, em tư vấn cho. Bộ tím bao nhiêu em ơi? Giá em công khai rồi ạ. Mọi người ơi nhấn cho em vào góc trái màn hình giúp em ở đây. Giá áo là 199, giá chân váy của nhà em cũng là 199.000 đồng. Mức giá này chỉ có trên live thôi nên là bây giờ ai muốn săn tranh thủ hoàn thiện đơn hàng cho em. Đúng rồi. Dạ dùm chị vòng 1 mã 17. Áo dài nào dài hơn? Mã 1 và mã 17, mã nào dài hơn? Mã 1 và mã 17, ok đợi em một xíu này. Mã 1 và mã sản số 17. Chị bằng ơi, hai mã bằng nhau giúp em đúng nhá. Đúng rồi. Hai, không, mã này dài hơn tí đấy. Cái giá này dài hơn xíu đấy nhở. Để chắc là bằng đấy. Đợi em một xíu nhá để em xem nó có không. Nhưng mà mọi người ơi, nó bằng nhau đấy nhá. Nó bằng nhau cho em đấy ạ. Đều là cái dáng gì ạ, 43cm cho em. Mọi người nha, bộ mẫu mặc chất gì em ơi? Dạ áo của nhà em và chân váy của nhà em đang mặc cho mọi người đều là chéo Mỹ cao cấp. Một trong những cái dòng chất liệu vải đứng đầu trong ngành công nghệ thời trang may mặc công sở từ cái thời hiện tại. Cho nên là tình yêu nào muốn săn, tranh thủ hoàn thiện đơn hàng càng sớm càng tốt cho em. Mét 57, 56 cân lấy áo size gì vậy? Shop size L cho em. Chị Diệp Phương nha, lấy chuẩn cho em Quỳnh là form size L thoải mái, tự tin hoàn thiện đơn hàng chưa ạ? Nói chung là ngày hôm nay mọi người cứ yên tâm. Cái mức giá này nhà em đang để cho mọi người là mức giá tri ân. Nên là tình yêu nào mà đang muốn săn thì tranh thủ hoàn thiện đơn hàng, kẻo là chúng ta sẽ bị cháy size, cháy số. Cháy màu đen rồi em ơi, cháy màu đen á. Mọi người ơi, màu đen màu nào mà là cháy? Màu nào cháy? Em đang thấy là vẫn đang còn đầy đủ cả mà. Mọi người xem giúp em nhá, mọi người xem giúp em xem. Mọi người nhớ comment giúp em sẽ là cháy màu đen size nào để em hỗ trợ em lên màu cho mọi người size đấy. 1m53 57 cân mặc size gì lấy luôn cho em sẽ là form size L là vừa nhá, tình yêu Loan Ngọc nha. 1m6 53 kg chị mặc size gì, chị mèo con vào đơn cho em sẽ là form size M. 53kg chị mặc vào đơn cho em sẽ là form size M nhá. Còn nếu như mà vòng eo của mình dưới 74 thì mình lấy cho em sẽ là form size váy size M. Còn eo của mình trên 74 mình lấy cho em sẽ là form size L là vừa nhá tình yêu nhá. Đúng rồi, mình cho em đầy đủ chiều cao cân nặng đi, em tư vấn size số cho áo của nhà em này. Áo của nhà em chị ơi, màu đen cháy size XL. Em ơi, áo màu đen cháy size XL thêm được không? Kim Khuyên. Không thêm được mọi người ơi, cháy là cháy giúp em nhá. Ngày hôm nay nhà em chưa thêm được hàng đâu ạ. Cho nên là mình có thể là linh động qua cho em màu khác được không ạ?
cao 1m60, 53 cân, lấy chuẩn cho em Quỳnh Ngọc Phong size M thoải mái, tự tin nhấn cho em vào nút mua và hoàn thiện đơn hàng cho em càng sớm càng tốt. Bởi vì cái mức giá này chỉ có ở trên livestream thôi, cho nên các tình yêu ơi, hãy linh động nhấn nút mua và hoàn thiện đơn hàng cho em được không ạ? Chân váy màu đen mặc áo màu gì sẽ đẹp chị ơi? Chân váy màu đen mặc cho em là màu đen luôn, hoặc chúng ta có thể mặc cho em là bất kỳ một cái tông màu nào với chân váy màu đen nào cũng là ok cả. Nhưng mà để đẹp nhất thì lấy cho em là cùng màu mọi người nha. Màu đen mặc với chân váy màu đen để ok hơn được chưa ạ? Chị Hoàng Hoa nhá, được tư vấn size số rồi, cứ lên đơn cho em cả set đi. Khi mình lấy đồng màu thì mình mặc lên cái form cái dáng của nó sẽ rất là tuyệt vời. Được chưa ạ? Nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với cái mình làm sao mình tách set mọi người nha. Cho nên là ngày hôm nay được tư vấn size số rồi, cứ linh động vào đơn cho em. Cần tư vấn gì thì báo em để em hỗ trợ cho mọi người cái đấy. Mọi người ơi, mặc màu tím được không bạn? Lát nữa nhà em sẽ mặc màu tím. Mọi người nhìn qua cho em cái form dáng của cái tông màu khói này đi ạ. Cúc bọc cùng chất liệu vải áo, và đây cho em là cái dáng vest mọi người nha. Dáng ký giả vest, nó may khó ngang cho em một con vest với cái đường ống tay bùng làm sao ạ, che kín bắp tay to, với cái đường chít ly eo cho mọi người đánh từ eo đánh xuống. Mọi người ơi, mặc đẹp vô cùng, và quay đằng sau cho mọi người xem. Khóa kéo của váy cho em là khóa kéo giọt lệ, kéo đến đâu định hình form eo cho em đến đấy, và mặc cho em thì vòng nào ra vòng đấy luôn. Cái áo này nếu như mà với chân váy này mọi người thấy là gì ạ? Cái dáng áo có ngắn hay không chị ơi? Nhưng mà em bảo mọi người luôn nhá, cái dáng này là dáng lưng, nó sẽ giúp mọi người chia tỷ lệ cơ thể ra cân đối là 2/3 lưng ngắn và chân dài cho em, để làm sao mọi người đẹp hơn, mọi người tự tin hơn cho em nhá. Và mọi người trông cao ráo gọn người hơn. 60kg mặc size XL cho em chị Ngọc Dầu ơi. Áo giặt nhà em là không bao giờ bị phai màu được chị ạ. Nói chung là ngày hôm nay những cái gì đẹp nhất, xinh nhất, sang nhất là nhà em đang gửi đến cho mọi người, và với cái mức giá ưu đãi nhất luôn, nên là các tình yêu tranh thủ hoàn thiện đơn hàng luôn. Để mọi người ơi, ngắm nhìn nốt cho em, để em còn qua cho mọi người là những cái tông màu khác nha. Mọi người ngắm nhìn nốt để em còn qua tông màu khác mọi người nha. Em sẽ giơ lại cho mọi người là bảng màu nhá, để mọi người xem nếu như mà có ưng tông màu nào ấy, mọi người báo em nếu rằng có thể hỗ trợ mặc lên cho mình xem nha. Bên em sẽ có cho mọi người là tông màu khói, em ra mặc cái màu này. Ngoài ra bên em có cho mọi người sẽ là tông màu tím, tông màu sữa nhá mọi người nhá, tông màu đen và tông màu hồng nhá mọi người nhá. Mọi người tham khảo luôn giúp em, cần qua màu gì mọi người báo em nhá. 1m63, 58 cân thì bằng size gì, lấy luôn cho em sẽ là form size L là vừa nha tình yêu nhá. Vào đơn cho em sẽ là form size L đi ạ. Mọi người nhá, 60kg lấy luôn cho em sẽ là form size XL là vừa. Được em Giang tư vấn size nào mọi người nhớ lấy chuẩn theo cái form size đấy nhá mọi người nhá. Mình 1m63, 66kg, L78 vừa XL không em? Nếu như mà người chị gọn thì chị vừa cho em size XL, còn váy thì chắc chắn là chị vừa size XL rồi. Tình yêu nhá, còn áo bình thường mình phải mặc size XL cơ thì mình mới vừa, còn nếu như mà bình thường mình đang mặc 2XL là không vừa nha. Vẫn thích màu đen. Ok tình yêu ơi. Đấy, bây giờ em ra sẽ qua màu đen nhá. Chính xác. Ok chưa? Bây giờ nhà em sẽ qua cho mọi người. Bây giờ nhà em sẽ qua cho mọi người thích màu nào nhà em sẽ qua cho mọi người màu đấy. Nói chung là ngày hôm nay mọi người săn hàng của nhà em thì mọi người không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu, bởi vì những cái mức giá của nhà em đang để cho mọi người đều là những cái mức giá rất là ưu đãi rồi. Bây giờ nhà em sẽ qua màu đen, lát nữa nhà em sẽ qua màu tím, sau đó đến màu hồng. Mọi người cứ yên tâm lần lượt bình tĩnh giúp em mọi người nha, là ai cũng sẽ được ngắm cho em những cái tông màu mọi người thích thôi ạ. Nhưng màu đen cháy size XL rồi thì chị ơi, mình qua cho em màu khác đi, mình qua cho em màu khác đi. Lát nữa em sẽ qua lại màu đen cho mọi người. À quên, à, mình qua cho em màu tím đây cũng được này, hoặc là mình qua cho em màu sữa đây cũng rất là xinh mọi người nha. Còn bây giờ màu đen của nhà em cháy rồi, em không xem được hàng đâu. Đấy, cho nên là tình yêu nào mà mình có thể linh động qua cho em màu khác thì mình qua cho em màu khác, không thì mình có thể lấy cho em màu đen mã khác cũng được, được không ạ? À? Chị ơi màu hồng đây ạ. À. Chị ơi màu hồng đây. Nói chung là cái màu kia nó mặc đẹp như nào thì cái màu này nó mặc đẹp như thế, chứ không thể nào mà một lúc mà nhà em mặc lên được cả 7 màu được. Nên là mọi người cứ ở trong bên live của nhà em đây bình tĩnh lần lượt, và nhà em sẽ thay qua từng màu cho mọi người xem. Mọi người nha, mua mấy lần nhà này rồi ưng cái bụng, em cảm ơn chị user rất là nhiều, thank you tình yêu. 1m52, 52kg lấy chuẩn cho em Quỳnh Ngọc Phong xanh mờ chị Thúy An nhá. Chị Thúy An lấy chuẩn cho em Quỳnh Ngọc Phong xanh mờ thoải mái, tự tin chốt đơn được cho em chưa? Đấy, bây giờ nhà em sẽ lên cho mọi người màu đen cái đã, sau đó là lát nữa nhà em sẽ lên cho mọi người là tông màu hồng sau. Mọi người cứ bình tĩnh đợi em mọi người nha, bình tĩnh đợi em một xíu được chưa? Mọi người thấy chưa, kể cả cái áo màu ghi nó mặc cho em màu khói, nó mặc cho em một cái chân váy màu đen nó vẫn hợp cơ. Màu đen là một cái tông màu quá basic dễ mặc rồi, nó có thể được kết hợp cho em với tất cả những cái thứ gì tên là áo. Và cái chân váy Gucci này của nhà em ngày hôm nay nhà em làm cho mọi người bằng hai lớp và có mở khóa gối cho mọi người rồi, nên là ngày hôm nay mặc cho em vừa đẹp vừa xinh vừa sang vừa thoải mái vừa lịch sự tình yêu nha. Nên là cần tư vấn gì thì báo thêm cho em để em hỗ trợ cho mọi người, bởi vì cái mức giá này chỉ có ở trên livestream thôi mọi người ạ. Em ơi thề luôn, cái mức giá nó quá yêu các tình yêu ơi. Ngày hôm nay mà không săn là mình đang bỏ lỡ cho em một cái cơ hội ngàn vàng mới có đấy mọi người ạ. Chứ để mà em báo nhá, là ở ngoài, nếu như mà ở ngoài kia người ta bán cho mọi người cái áo này, mọi người chỉ gặp ở trong những store thương hiệu thời trang lớn thôi. Mà đã vào trong store lớn rồi thì mọi người ơi, không bao giờ có cái giá tiền trăm cho em, mà mọi người phải tiếp cận cái phiên bản này với cái mức giá tiền triệu. Cho nên là bây giờ mọi người đang có cơ hội
trải nghiệm cho em cái phân khúc hàng cao cấp với cái mức giá bình dân thì không tội gì mình lại không săn cho em cả mọi người nhá. Đúng rồi mọi người nhá. Đấy cho em, mình hãy nắm bắt thời cơ mọi người săn luôn giúp em nhá mọi người nhá. 1m57 này, 60kg, tình yêu bạch tuyết vào đơn cho em là form size XL nhá. Áo form size XL, còn nếu như mà chân váy thì eo của mình dưới 83 thì mình sẽ có cho em là form size XL nhá tình yêu nhá. Trên 83 không có size đâu ạ. Đấy là bên em tư vấn chuẩn theo cái form size của mình rồi thì mình hãy tranh thủ mình vào đơn sớm cho em nha mọi người nhá. Hiện tại thì em đang cao 1m65, nặng 49kg và đang mặc form size S nhá mọi người nhá. 1m57 này, 53kg, chị Long Châu Ngọc mình lấy luôn cho em rất là form size M. Lấy cho em rất là chuẩn form size M là vừa nhá tình yêu nha. 1m48, 53kg vào đơn cho em rất là form size M nhá chị Nguyễn Đào nhá. Được em tư vấn rồi, các chị vào đơn sớm nhá các chị nha. Ngày hôm nay chị gái nào mình đập người một chút, mình lấy cho em cái tông màu đen mọi người ạ. Lấy luôn cho em ra cái tông màu đen, nhìn nó gọn người, mặc lên nó sẽ che tốt các khuyết điểm của mình như là eo to bụng mỡ rồi là bắp tay to nhá mọi người nhá. Tại vì là cái phần vai em có đánh bồng. Đấy, có thiết kế là tay áo có đánh bồng nhá mọi người nhá. Và hai cái đường chiết lấy eo để mọi người mặc lên nó sẽ gọn dáng của mình hơn nha mọi người nha. Mình một áo đen size S tình yêu hoa cỏ mềm ơi, mình chủ động mình vào đơn giúp em nhá. Mình chủ động mình vào đơn giúp em, nhấn ngay nút mua. Đấy, chọn tông màu đen, chọn size S, mọi người nhấn mua ngay. Xong rồi mọi người điền thông tin vào cho em là mình sẽ có đơn cho em nha. Giá sao shop ơi mọi người ơi, hiện tại áo bên em đang ghim cho mình mã số 01 với mức giá là 199k. Còn chân váy sẽ là mã số 02, 199k luôn cho em nha tình yêu nhá. Ai mình thích cả set mình vào đơn cho em cả set. Mọi người lần lượt thêm từng mã sản phẩm vào, xong rồi mình tiến hành mình chốt đơn cho em nhá mọi người nhá. Tất cả những mã sản phẩm trong giỏ hàng bây giờ đang để cho người cái mức giá ưu đãi rồi. Thì ai mình thích gái mình chốt đơn cho em nha mọi người nha. 1m54, 55kg, chị Bạch Tuyết vào đơn cho em sẽ là form size L là vừa. Đấy, form size L là sẽ vừa các tình yêu nhá. Và cái chất vải ngày hôm nay bên em sản xuất cho mình nó sẽ là chất liệu vải chéo Mỹ cho em nha mọi người nha. Mặc vào mùa hè nó sẽ thông hơi thoáng khí tốt, nó thấm hút mồ hôi tốt cho mình nha mọi người nhá. Không bao giờ gây ra tình trạng bị là gì mọi người, bí bách. Đấy, không bao giờ gây ra tình trạng bí bách. Và cái form này ấy, nó đẹp, mọi người mặc đi làm cho em này, đi học, đi sự kiện rồi là nói chung là đi đám cưới đám xin cho em vẫn được. Tại vì cái form nó lịch sự và mình mặc lên nó sang, nó gọn người của mình nha mọi người nha. 1m55, 50kg mặc size gì, lấy luôn cho em sẽ là form size M nha tình yêu nhá. Lấy cho em sẽ là form size M đấy ạ, là vừa đấy ạ. Còn mọi người nếu như mà ai muốn em ra tư vấn chân váy thì mọi người phải comment cho em cả cái số đo vòng eo trên rốn của mình hay sao. Đúng nhá. Rồi thì em mới có thể tư vấn được cho mọi người nha. Nói chung là ngày hôm nay muốn mặc ưng mặc đẹp ngay từ lần mặc đầu tiên thì hãy cho em đầy đủ cái thông số của mình để bên em có thể là gì ạ, hỗ trợ cho mọi người được những cái mức giá nó thật là tuyệt vời nhất mọi người nhá. Tranh thủ hoàn thiện đơn hàng càng sớm càng tốt cho em, bởi vì cái mức giá này của chúng ta sẽ không còn tồn tại quá lâu đâu ạ. Nên là bây giờ tình yêu nào muốn săn, tranh thủ hoàn thiện đơn hàng càng sớm càng tốt mọi người nha, để bên em đi đơn sớm và cho mọi người trải nghiệm đơn hàng sớm được không ạ? Chính xác nha. Áo có size XL không? Có. Áo có size XL không? Nhà em có mọi người ơi. Áo của nhà em có size đủ S, M, L và XL, từ 40 đến 65 cân em nhận size cho mọi người được chưa ạ? Eo 73 cao 1m52, 52kg. Chị Thùy An lấy cho em cả set size M. Đúng chị rồi. Gái nhá, lấy cho em Quỳnh là cả set size M thoải mái cho em. Sao sắp không để cả bộ cho dễ đặt ý, các chị phải hiểu cho em bằng rằng như này. Ngày hôm nay có những chị chỉ thích áo thôi, có những chị chỉ thích váy, có những chị tặng người của mình không chuẩn, mình mặc áo size S nhưng mà lại mặc chân váy cho em size M bởi vì eo của mình bé. Được không ạ? Cho nên là nếu như mà em dập khuôn cho mọi người là cả set, là cả set size M hoặc là cả set size S thì lúc đấy mọi người mua về mọi người sẽ mặc không vừa quần hoặc không vừa áo. Nên là ngày hôm nay nhà em đã để ra cho mọi người được cái một sự thoải mái khi mọi người săn hàng đúng với cái mục đích của mình và đúng với cái size số của mình. Nên là mọi người có thể thông cảm cho em. Chúc bạn em đã nghĩ đến cái vấn đề đấy rồi. Chị ơi, em nghĩ đến vấn đề đấy rồi và nhà em mới chính là người mà muốn bán cả set mọi người ạ. Nhưng mà ngày hôm nay mọi người gặp trường hợp như thế thì bên em cũng đã hỗ trợ cho mọi người nhiệt tình hết mình như này rồi, thì mọi người cứ vô tư thoải mái cho em. Nếu như chưa biết cách săn cả set, comment lên đây để bên em hỗ trợ mọi người nha. 64kg ngực 968396, chị ơi XL cho em. Cả bộ lấy chuẩn cho em Quỳnh là form size XL, nhưng mà màu đen của nhà em đã cháy size XL rồi. Cho nên là mọi người có thể linh động qua cho em màu khác chị gái nhá. Mình có thể tham khảo cho em này. Bây giờ mặc màu hồng nha. Đúng rồi, mọi người có thể tham khảo cho em là tông màu rêu. Tông màu rêu mặc nó cũng sẽ tông màu khói chứ ạ. Tông màu khói mặc nó cũng sẽ rất là gọn người. Thì mọi người có thể tham khảo cho em là tông màu khói này mọi người nha. Hoặc có thể tham khảo cho em là bộ màu tím này. Rất xinh. Nói chung là ngày hôm nay không có sản phẩm xấu, chỉ là mọi người hợp với tông màu nào, mọi người gu của mình là màu nào thôi. Nhưng mà ngày hôm nay linh động cho em nhá, nếu như màu đen đã cháy thì mọi người có thể linh động qua cho em sang cái tông màu khác mọi người nha. Nói chung là ngày hôm nay màu nào nó cũng đẹp. Chẳng qua là gì ạ? Chẳng qua là mình thích màu nào và mình muốn hợp mặc gu màu nào thôi. Áo màu khói AV165 thì chân váy màu gì? Chị ơi, mình cho em cái số thứ tự đi. Em không nhớ mã đâu, bởi vì nhà em nhiều mã quá, em không nhớ mã nào cả. Mình cho em xin cái số thứ tự của mã sản phẩm.
Sau đó là gì ạ? Lại bên em hỗ trợ cho mọi người nha. 1m6158 cân lấy cho em Quỳnh là chuẩn size L. Chị Nguyễn Đào ơi, chân váy màu trắng cháy rồi à? Chân váy màu trắng của nhà em đang nhà chân váy màu trắng nhà em không có, nhà em chỉ có chân váy màu sữa thôi nhá. Chân váy màu trắng nhà em không có, chị à, em chỉ có chân váy màu sữa thôi. Còn nếu như các tình yêu muốn săn chân váy màu trắng thì mọi người có thể linh động qua cho em này, làm mã sơ bẩm số 10, nhà em có chân váy màu trắng đấy ạ. Chân váy xòe dập ly cho em, dập ly cao tần cực kỳ đẹp luôn. Một set bao nhiêu áo của nhà em đang để cho mọi người với mức giá là 199k. Và chân váy em đang để cho mọi người với mức giá là 199k. Ngày hôm nay săn cho em cả set chỉ với giá là bao nhiêu ạ? Là 498.000 đồng mọi người ơi. À 398 mọi người ơi, một cái mức. Chị ơi, chị không biết đặt nhưng mà các chị khách của nhà em vẫn biết đặt ạ. Mọi người nha, và em bảo luôn rồi là nếu như mình không biết đặt thì bên em sẽ làm sao hỗ trợ cách đặt cho mọi người. Mọi người chỉ cần nói là em ơi hướng dẫn chị không biết đặt thôi. Chứ còn ngày hôm nay em để như này các chị gái vẫn vào đây săn cho em mà. Được mọi người ơi. Đấy, và em luôn luôn ngồi ở đây để hỗ trợ tư vấn cho mình. Trước tiên là mình nhấn cho em vào giỏ hàng góc trái màn hình được không ạ? Nhấn cho em vào giỏ hàng góc trái màn hình có cái số 49. Chị ơi, nó rất đơn giản thôi. Mình nhấn cho em vào cái xe đẩy của mã 01 cạnh nút mua, chọn màu chọn size theo vào giỏ hàng. Nhấn cho em là gì ạ? Xe đẩy mã 02 nút mua, chọn màu chọn size theo vào giỏ hàng. Sau đó đi đến cái giỏ hàng tổng của nhà em ở trên đây, chọn cho em hai cái mã sản phẩm mọi người vừa chọn, điền đầy đủ thông tin và đi đơn cho em là được. Nó rất đơn giản thôi. Và tất cả mọi người đều, khi mà em đã tư vấn cho mọi người một lần cái cách săn là mọi người đều hoàn thiện được cái đơn hàng cho em cả. Nên mọi người ơi, nếu chưa biết cách săn thì mọi người tự học cho em. Bởi vì ở trên đây cái bát cái đũa mọi người ạ, nó rất là rẻ mọi người nha. Mình vào đây mình mua cho em cả cái bát, cả cái đũa, cả tờ giấy, chứ không phải là mình mua cho em một mình cái đôi đũa không ai ship cho mọi người cả. Mình phải gộp đơn cho em mọi người nha. 1m54 57 cân lấy chuẩn cho em Quỳnh là form size L thoải mái tình yêu nhá. Được tư vấn size số thì tự tin chốt đơn đi ạ. Đúng rồi, 1m61 này, 58kg, tình yêu vào đơn cho em form size L là vừa nhá. Một set bao nhiêu ạ mọi người? Một set cho em áo hiện tại đang để cho người với cái mức giá là 199k, mã số 01 cho em nhá mọi người nhá. Còn chân váy sẽ là mã số 02, 199k. Ai ưng thì mình chốt đơn cả set luôn cho em. Chính xác, và nhanh chóng cho em đi ạ. Bởi vì cái mức giá này nó sẽ không tồn tại quá lâu đâu. Nên là các tình yêu muốn săn thì tranh thủ hoàn thiện đơn hàng càng sớm càng tốt cho em. Bởi vì cái mức giá này em bảo rồi, nó chỉ có hiển thị ở trên live khi mà nhà em đang live stream cho mọi người thôi. Bạn sơ màu tím đi đây, nhà em sẽ sơ lên màu tím cho mọi người xem. Tình yêu nào thích màu tím vào đơn cho em cả set màu tím cho em chiều cao cân nặng để em tư vấn size số cho mình. Bởi vì ai mà chẳng muốn mặc đẹp mặc ưng ngay từ lần đầu tiên. Đúng ạ, đấy là cái lý do mà bọn em đang ngồi ở đây để tư vấn cho mọi người cái size số hợp lý với cái bản thân của mọi người nha. Và bạn mẫu của nhà em mọi người ơi, mặc như nào về nhà mọi người mặc như thế, bởi vì form dáng của nhà em nó đã được định hình sẵn rồi. Mọi người ạ, và hàng của nhà em là hàng thiết kế và là hàng có size có số mọi người nha. Cho nên là mọi người cứ yên tâm, tất cả những cái gì mọi người lựa chọn cho em cho ngày hôm nay đều là những cái thứ mà nhà em đã tinh tế làm cho mọi người ra rồi, chứ không bao giờ bán hàng lơm xom lầm rởm cho mọi người đâu. Nên là bây giờ ai đang trong quá trình hoàn thiện đơn hàng, nhanh chóng hoàn thiện đơn hàng. Em còn cho mọi người tầm khoảng là gì ạ? 3 set cuối với mức giá là 199k. Sau đó là bên em sẽ xin phép là lên deal. Cho nên là đúng bây rồi. Giờ ai đang trong quá trình hoàn thiện đơn hàng, mình nhanh chóng hoàn thiện đơn hàng cho em mọi người nha. Mặc màu tím được không ạ? Dạ có tình yêu ơi, chờ em một chút rồi tí nữa em ra sẽ qua màu tím cho mình xem nha. Chị gái để lại cho em xin cái chiều cao cân nặng của mình luôn, để em Giang có thể là hỗ trợ tư vấn size mình luôn, để mình có thể vào đơn sớm cho em rồi nhá. Tầm giờ nói chung mọi người ơi, đừng lăn tăn quá nhiều. Tại vì cái mức giá đầu like thì bao giờ bên em đang để cho mình với những cái mức giá nó rất là ưu đãi luôn rồi. Thì mình hãy nhanh tay mình chốt đơn sớm cho em rồi nhá. Màu hồng mặc đen da không? Dạ không tình yêu ơi, hồng em nó sẽ là hồng baby, hồng phấn, không bao giờ đen da tình yêu nha. Da ngăm da sáng mình đều được mặc, mình đều mặc được cho em cái tông màu này nhá mọi người nhá. Cho nên là ai ưng ý rồi mình hãy chốt đơn sớm cho em nha. 1m54 57 cân, chị Bạch Tuyết vào đơn cho em sẽ là form size L là vừa ạ. Vào đơn cho em sẽ là form size L nhá mọi người nhá. Mã váy bút chì với em thì mọi người nó rất là đẹp đấy. Mọi người em quay đằng sau cho mọi người xem nhá, đằng sau sẽ có cho mình là cái đường xẻ tai như thế này, để khi mọi người đi, kể cả mọi người đi xe ga xe số cho em vẫn thoải mái luôn mọi người ạ. Đấy, đi cho em là dễ dàng nha mọi người nhá. Cho nên là ai mình muốn săn cho em mã này thì mọi người nhanh chóng nhá mọi người nhá, hoàn thiện đơn hàng sớm hơn cho em để chuẩn bị em Giang sẽ qua cho mọi người là tông màu tím nhá. Set hồng size S chị Kim khuyên đỗ ơi, mình có thể là mình hoàn thiện đơn hàng sớm hơn cho em nhá, mình chủ động mình vào đơn đấy, chọn cho em mã số 01 và mã số 02 mình thêm vào giỏ hàng là mình sẽ có đơn cho em thôi. Chân váy bút chì cao 1m6 58kg vừa size nào ạ tình yêu ơi. Chân váy mình phải cho em xin cái số đo vòng eo trên rốn của mình, nhớ là đo số đo vòng eo trên rốn 2 xăng nha tình yêu nha, để em ra hỗ trợ tư vấn cho mình chính xác. Còn áo thì bên em sẽ là tính theo chiều cao cân nặng tình yêu nhá, còn chân váy là mình phải cho em số đo vòng eo đấy ạ. 1m60 54 cân, chị Nguyễn Đào vào đơn cho em rất là form size M là vừa. Mua rồi nha Cúc ơi, em cảm ơn chị Tạ Na rất là nhiều ạ. Bây giờ em Giang sẽ đi thay cho người là qua set tím nhá. Ok, bây giờ nhà em sẽ thay qua cho người là set màu tím nha. Tình yêu nào mà thích màu tím thì vào đơn cho em tông màu tím này. Rất
unboxing cho mọi người luôn. Ok chưa? Màu tím của nhà em đây, nó sẽ là tông màu tím pastel, một tông màu tím nhẹ nhàng nền nã không tôn da tôn dáng cho em mọi người nha, chứ không phải là những cái tông màu tím nó già đâu ạ. Nói chung là ngày hôm nay chị gái nào mà vào đây mà bảo em là gì, là em ơi hàng của nhà em có già không, hàng của nhà em có xấu không, thì em xin dõng dạc trả lời cho mọi người là không mọi người nha. Bởi vì form dáng của nhà em nó trẻ, chất liệu vải của nhà em nó trẻ, màu sắc của nhà em nó đẹp và thiết kế của nhà em nó trẻ thì không thể nào mà già được. Ngày hôm nay mọi người mặc cái phiên bản này của nhà em, mọi người như quay trở lại được cái lứa tuổi đẹp nhất của mình vậy. Mọi người nha, 5-10 tuổi cho em là vô tư thoải mái luôn. Khi mọi người mặc cái áo này, mọi người sẽ được hack ra cái độ tuổi đấy. Mọi người nhá, chị không biết cách đặt hàng đây, em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đặt hàng như sau. Trước tiên mọi người hãy nhấn cho em vào giỏ hàng góc trái màn hình có cái số là là 49 nhá. Đợi em một xíu này. Thôi mọi người ơi. Trước tiên hãy nhấn cho em vào giỏ hàng góc trái màn hình cho em có cái số là 49. Đây 49 này. Sau đó là mọi người hãy nhấn cho em vào cái xe đẩy của mã 01, chọn màu chọn size thêm vào giỏ hàng. Nhấn cho em xe đẩy 02, chọn màu chọn size thêm vào giỏ hàng. Sau đó là đi đến cái giỏ hàng tổng ở đây, chọn cho em 01, 02 và tự động hoàn thiện đơn hàng cho em là được. Điền những cái thứ cần điền, điền những cái thứ mà người ta cần mình điền mọi người nha. Sắt hồng size S chị Kim Khuy Đỗ ơi, mình tự động vào đơn cho em. Em không nhận đơn trên livestream mọi người nha. Chị xem chân váy mã 18 đi em ơi, chân váy mã 18 mọi người tham khảo cho phần mô tả sản phẩm giúp em được không ạ? Chân váy mã 18 mọi người tham khảo cho phần mô tả giúp em mọi người ơi. Cần tư vấn gì thì báo thêm cho em để em hỗ trợ em tư vấn cho mọi người cái đấy mọi người nha. Chân váy mã 18 mọi người tham khảo cho phần mô tả sản phẩm giúp em. Được chưa? Đấy, cần tư vấn gì báo thêm cho em. À đây, chân váy mã 18 nó có màu xanh em ơi. Ok mọi người nha. Ok, đợi em một xíu. Bạn mẫu nhà em mặc đồ vào cái đã, sau đó là nhà em sẽ giơ cho mọi người sau. Đây, chân váy mã 18 của nhà em đây. Ai thích chân váy mã 18 vào đơn cho em chân váy mã 18 mọi người ơi. Cái mã này thì nhà em đã bán quá nhiều rồi, cái số lượng hàng bán được là quá nhiều rồi. Nên là tình yêu nào ngày hôm nay muốn săn thì tranh thủ hoàn thiện đơn hàng càng sớm càng tốt mọi người nha. Bởi vì cái mức giá này chỉ có trên livestream thôi ạ. 1m56, 55 cân lấy chuẩn cho em Quỳnh là form size L thoải mái tình yêu ơi. Lấy cho em đọc ong size L thoải mái. 1m55, 57 cân lấy cho em size L luôn. Đang mặc cho mọi người lắng nguyên sắt màu tím. Mọi người thấy sang không? Phải gọi là quá sang. Sắt này vừa đẹp vừa sang trọng cho em mọi người nhá. Đấy, được chưa? Ngày hôm nay mặc như này đi làm, đi học, đi chơi quá được. Được không ạ? Đấy, và mình đi cạnh chồng thì chồng mình tự hào bởi vì có vợ xinh. Đấy, mình đi cạnh con thì con tự hào vì có mẹ đẹp luôn. Mọi người ơi, ngày hôm nay nhá, mọi người phải biết là khi mình mặc đẹp, những người thân xung quanh mình đi cùng mình trong những cái dịp quan trọng, người ta sẽ tự hào về mình. Đấy là cái lời khi mọi người mua cho em cái phiên bản này rồi. Và ngày hôm nay mình mặc đẹp rồi, trong đầu mình có tri thức, mình lên công ty, mình được mọi người trọng dụng, mọi người tạo cơ hội để cho mọi người, để cho mình phát triển hơn, thì không tội gì mình lại không săn cho em cả. Mà cái giá áo này ngày hôm nay còn nó có bao nhiêu đâu. Áo 199 cho váy 199 mua cả set cho em chưa đến 400.000. Thôi thì làm tròn 400.000 mọi người nhá. Cái mức giá nó quá rẻ để mọi người săn cho em một cái phiên bản hàng cao cấp luôn. Và kể cả mọi người còn đứng cạnh các chị gái ấy, mặc hàng tiền triệu thì mọi người ơi, mọi người vẫn không bao giờ bị lép vế đâu ạ. Chân vải chân mã 18 áo mã 1 có cùng không màu nhá, không cùng màu đâu ạ. Mọi người ơi, mã 1 nó kết hợp đẹp cho em là với mã 2. Đúng thì rồi. Thế nên là em mới làm sao mix set cho nó như thế này rồi. Thì nếu mọi người thích thì mọi người có thể tham khảo cho em cả set này được không ạ? Có chân váy chữ A đẹp không shop? Chân váy chữ A thì nhà em lại chưa có ở trên giỏ hàng. Mọi người có thể tham khảo cho em là cái chân váy dáng xòe, là mã canh năng mặc, hoặc là chân váy mã sản phẩm 10, chân váy dập ly cao tầng của nhà em. Đã mua cả set đen, em cảm ơn tình yêu rất là nhiều đã săn ship sớm cho mình luôn nhé. Ok mọi người ơi, ngày hôm nay mọi người cứ tranh thủ mọi người hoàn thiện đơn hàng sớm đi. Bên em sẽ ship đơn sớm và cho mọi người trải nghiệm hàng sớm mọi người nhá. Cần tư vấn gì thêm thì báo em để em hỗ trợ em tư vấn cho mọi người, bởi vì cái mức giá này cũng chỉ có trên live thôi mọi người ạ. Rồi, chị Vân Bu này, L68 mặc size nào ạ? Tình ơi, L68 mình vào đơn cho em rất là form size S nhá. Đấy là với chân váy. Còn áo, mình muốn em tư vấn áo thì mình phải comment chiều cao cân nặng thì em Giang mới hỗ trợ tư vấn áo được cho mình nha. 1m51, 53 cân mặc size nào, chị Nguyễn Đào vào đơn cho em rất là form size M là vừa. Form size M là vừa các tình yêu của em ạ. Được em Giang tư vấn rồi thì mọi người nhớ lấy chuẩn theo các form size mà em Giang tư vấn nhá mọi người nhá. Để khi mọi người nhận hàng về, cái mọi người mặc lên nó sẽ đẹp như may đo luôn cho em nha mọi người nha. Đấy, đỡ phải mất thời gian mình đổi trả ra đúng không ạ? Và cái phiên bản áo này ngày hôm nay em đang để cho người với cái deal trải nghiệm nhá mọi người nhá, là 199k. Ai mình ưng thì mình vào đơn luôn giúp em. Mã 1 và mã 2 cùng màu cùng chất vải ạ. Dạ đúng rồi, là em đang mặc cả set đây tình yêu ơi. Áo sẽ là mã số 01 và chân váy sẽ là mã số 02 cho em mọi người ạ. Nó đồng màu, đồng chất liệu luôn cho em nha mọi người nha. 1m52, 49 cân, chị Vân Mu ơi, vào áo cho em sẽ là form size S. Đấy, và em của mình 68 mình cũng vào chân váy cho em là size S luôn nha tình yêu nha. Là sẽ vừa đấy ạ. Muốn mua cái
muốn mua chị váy đẹp. Tình yêu ơi, mình vào đơn luôn giúp em mã váy sẽ là 02 trong giỏ hàng nhá. Góc trái màn hình giúp em nhấn vào cái giỏ hàng màu vàng đấy ạ. Và số thứ tự từ trên xuống nó sẽ là mã số 02 cho em nhá. Tình yêu, mình vào mình chọn cái tông màu váy của mình và chọn size, mình chốt đơn thôi là sẽ được nhá tình yêu nhá. Tranh thủ nó giúp em. Chị Hoàng Lanh, nếu như mà mình chưa biết chọn size ấy, mình có thể là comment cho em xin cái chiều dài eo của mình nhá mọi người nhá. Cái vòng eo của mình ấy, để em ra có thể là hỗ trợ tư vấn luôn cho mình. Mọi người cứ chỉ cần comment nha. Cho em là hướng dẫn thì bên em sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn, bởi vì là em biết rằng là ở trên line này thì đôi khi cũng có nhiều chị gái là mình chưa biết cách săn hàng. Chơi, đúng rồi. Đấy, mình chưa biết cách săn hàng thì bên em sẽ hỗ trợ cho mọi người nhiệt tình chứ không bao giờ bỏ lơ là đâu, nên là mọi người cứ yên tâm tự tin cho em mọi người nhá. Cần tư vấn gì thì báo thêm cho em. M58 60 cân lấy chuẩn cho em Quỳnh là form size XL. Chân váy mã tím cùng màu, không cùng màu đâu ạ. Không cùng màu đâu ạ. Nó sẽ nhạt hơn một xíu đấy mọi người nhá. Mặc đẹp nhất cho em là mới màu tím mã 02, mọi người cứ lấy đúng size cho em là được. Đúng rồi. Em ơi chị IB rồi. Check giúp chị nhé. Chị ơi, mình cần tư vấn gì hay là mình cần có cái vấn đề gì thì mình có thể là comment ở trên line luôn giúp em mọi người nhá. Đấy, cần hỗ trợ thì mình có thể là liên hệ cũng được. Nhưng mà nếu như có vấn đề gì liên hệ liên quan đến cái đơn hàng hay là mình chưa biết cách đặt hàng thì mọi người comment ở đây cho em để em hướng dẫn cho mọi người. Còn nhà em không nhận đơn ở trên các mục khác, mà nhà em chỉ nhận đơn khi mọi người hoàn thiện đơn ở trên livestream thôi. Và cũng chỉ có khi mà bật livestream thì chúng ta mới có cái mức giá này mọi người nha. Cho nên là mọi người tranh thủ hoàn thiện đơn hàng càng sớm càng tốt cho em. Chưa biết cách săn cho em xin chiều cao cân nặng để em tư vấn size số cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách săn hàng mọi người nhá. Ok, chọn một cái phiên bản cực kỳ đẹp của nhà em luôn, với chất liệu vải là chéo Mỹ cao cấp, một cái phiên bản vải đứng đầu trong ngành thời trang công nghệ may mặc đồ công sở tính những cái điều hiện tại. Mọi người ơi, nó đẹp lắm mọi người ạ. Bây giờ mọi người thấy cho em là 9 điểm thôi, nhưng mà khi mọi người mua cho em về nhà, mọi người mặc trên người, mọi người sờ cho em cái chất liệu vải, mọi người mới thấy là à, nó xứng đáng với cái giá tiền vào cái giá tiền của mình bỏ ra. Nó còn không xứng với cái áo cơ mọi người ơi, bởi vì sao, nó áo nó đẹp hơn rất là nhiều. Cái áo này nếu như mà để mà bán ở ngoài thương hiệu ấy ạ, người ta phải bán cho mọi người 500-600 là ít mọi đúng người nhá. Áo mã 17 và chân mã 18 màu có giống nhau không? Có chị ơi, giống nhau y hệt cho em. Okay. Mọi người nha, 17, 18 của nhà em là giống nhau y hệt cái phiên cổ tròn đúng không ạ? Nó là một set đấy ạ. Hai mã nào mà nhà em để cạnh nhau mà nó giống màu nhau thì nó sẽ là cùng một set mọi người nha. Đấy, được tư vấn size số thì cứ vào đơn cho em, cần tư vấn gì thì báo em. Nói chung là cái set này nó trẻ, còn cái set mà đang mặc thì nó lại rất là sang. Nên là ngày hôm nay tình yêu nào mà mình muốn theo cái gu thời trang nào thì mình cứ làm theo và mình cứ săn theo cho em cái gu đấy là được. Ok chị ạ. 1m58 64 cân lấy chuẩn cho em Quỳnh là XL chị ơi. Lấy cho em XL, chị xem màu nâu nhé. Nhà em làm gì có màu nâu chị ơi, nhà em chỉ có màu khói thôi nhá. Nhà em chỉ có màu khói thôi, còn đối với cái tông này này, nhà em có màu nâu nhưng mà hiện tại không có sẵn ở đây. Mọi người tham khảo phần mô tả sản phẩm cho em. Nó cái tông màu nâu thì mọi người ơi, nó cũng y hệt cái dáng như thế này thôi, nó chỉ khác nhau cái tông màu thôi nha tình yêu nha. Thì mình xem cái dáng này giúp em đó tình yêu nhá, xong rồi mình vào mình xem ảnh màu nâu, mình thích màu nâu thì mình chốt đơn thôi nhá. Nâu của em nó sẽ là nâu tây rất là xinh luôn, mặc lên siêu sang luôn cho em và tình yêu nha. Cho em là muốn săn mã đấy thì mình cứ vào đơn luôn cho em, sẽ là form size XL. Đấy, 64 kg mình cứ vào đơn cho em sẽ là form size XL là vừa đấy ạ. Cần em tư vấn gì thêm các chị cứ báo em nhé. Em giao sẽ dơ lại bảng màu cho mọi người xem. Hiện tại bên em đang có cho mọi người sẽ là 5 tông màu với cái bản áo em giao đang mặc nhé mọi người nhá. Có cho mọi người sẽ là tông màu tím này. Ngoài ra bên em có cho mọi người sẽ là tông màu sữa, tông màu đen và tông màu khói nhá mọi người nha. Cần mặc qua tông màu nào các chị cứ báo em để em giao có thể hỗ trợ thay qua màu để các chị xem luôn cho em nhá mọi người nhá. Và chân váy bên em nó sẽ có các tông màu tương đương luôn, để khi mình mặc lên cho em nó sẽ thành kiểu một set như thế này. Đấy, mặc phối lên mix match với nhau rất là đẹp nha các tình yêu nha. Ai muốn săn ngày hôm nay mọi người phải nhanh tay và mọi người quyết đoán cho em mới săn được nha mọi người nha. Chứ còn thực sự luôn là gì, cái mức giá này nó sẽ không tồn tại quá lâu. Đấy, chân mã 18 có XL không em? Dạ có đấy tình yêu ơi, mình nhấn vào giúp em. Mình nhấn vào giúp em, nếu như mà còn là còn nhá tình yêu nhá. Đó, mình nhấn vào giúp em và mình kiểm tra xem là mã 18 có mã 18 còn size XL không thì mình sẽ chốt đơn cho em thôi nhá tình yêu nhá. Thêm lần lượt từng mã sản phẩm giỏ hàng nhá tình yêu nha. Không có, nếu như mà không có là không có đâu ạ. Đấy, nếu như mà nó có size L thì eo của mình dưới tầm 79. Đấy, dưới 79 là mình sẽ có đơn cho em nhá tình yêu nhá. Đấy là sẽ có đơn size L đấy ạ. Rồi các tình yêu nào mình chưa biết là size thì mình hãy comment luôn giúp em để Giang có thể hỗ trợ tư vấn size mình nha. Set này có size từ 42 kg không shop dạ có. Đấy tình yêu ơi, 42 kg thì mình mặc áo cho em sẽ là form size S. Còn chân váy thì mình eo bao nhiêu ạ? Nếu như mà eo của mình hơi nhỏ thì mình có thể là đi bóp vào cho em một chút eo nhá tình yêu nhá. Đấy, bóp cho em một chút eo là sẽ vừa nha. Ok chưa ạ? Ngày hôm nay thì size, nếu như mà size váy ấy liền dưới 68 mình sẽ lấy cho em form size S này, dưới 74 mình lấy cho em form size M và dưới 78 mình lấy cho em form size L là sẽ vừa cho tình yêu nha. Còn dưới 83 mình lấy cho em sẽ là form size XL là vừa. Hiện tại thì em đang cao 1m65, nặng 49 kg và đang mặc cho mọi người sẽ là form size S nhá. Bây giờ em sẽ qua cho mọi người là tông màu sữa.
đấy, qua cho mọi người là tông màu sữa luôn, để cho mọi người có thể là ngắm cho em cái phiên bản này với tông màu sữa nhá mọi người nhá. Chính xác, bây giờ nhà em sẽ qua cho mọi người là tông màu sữa và chân váy màu sữa luôn. Cần tư vấn gì thì báo em để em hỗ trợ cho mọi người chân váy màu sữa. Đây kia kia, em tự thay áo trước đi. Ok, chào, bây giờ nhà em sẽ thay qua cho mọi người là chân váy màu sữa và áo màu sữa cho mọi người luôn. Đây là một cái tông màu được mệnh danh là một cái tông màu best seller của nhà em mọi người nhá. Cho nên là tình yêu nào mà muốn săn màu sữa thì vào đây cho em. Nói chung là khi mọi người mặc cho em cái phiên bản màu sữa này vào rồi, mọi người sẽ trẻ cho em tầm khoảng là 5 đến 10 tuổi đấy ạ. Mọi người nha, trẻ lắm mọi người ạ, nhưng mà nó vẫn che khuyết điểm tốt cho mình, chứ không bao giờ kiểu như là mình mặc lên là mình mặc màu sáng là mình lại bị béo ra đâu, là không bao giờ có cái chuyện như thế. Xin giá cả set tình yêu ơi, áo đang để cho mình là 199k, mã số 01 và chân váy là mã số 02 199k nha. Ai ưng ý cả set mọi người vào đơn cả một set luôn. Chính xác, ok, tranh thủ hoàn thiện đơn hàng càng sớm càng tốt cho em. Chất liệu vải của nhà em nó rất là chéo Mỹ cao cấp mọi người ơi, một cái dòng chất liệu vải đứng đầu trong ngành công nghệ thời trang may mặc đồ công sở tính ưu hiện tại. Nói chung là ngày hôm nay mọi người có muốn đầu tư cho bản thân mình một cái giao diện nó hoàn hảo hơn hay không thôi, là mọi người có thể mọi người có thể đầu tư cho bản thân mình một cái giao diện đẹp hơn, xinh hơn, tự tin hơn, để mọi người ngày hôm nay mình đi làm, đi học, đi chơi cho nó thoải mái, cho nó tự tin, thì mọi người tham khảo cho em những cái phiên bản này. Chứ còn ngày hôm nay mọi người ơi đừng tiếc mọi người nha, bởi vì 199k nó không làm mọi người nghèo đi, nó không làm mọi người giàu lên, nhưng mà chắc chắn khi mọi người mặc lên người nó sẽ làm mọi người đẹp hơn rất nhiều và tự tin hơn rất nhiều cho em luôn đấy. Và khi mình đẹp, mình tự tin rồi thì mình làm cái gì nó chả ok đúng không ạ. Mình đi cho em, mình đi làm cũng được trọng dụng, mình đi chơi cũng được chú ý, được không ạ? Sơ lại bảng màu áo này, có mã 4 không em? Chị ơi, nay không mặc mã 4 đâu ạ. Mã 4 mình tham khảo video cho em, nhà em đã có video mô tả rồi tình yêu nhá. Nhà em sẽ có cho mọi người là tông màu khói này, tiếp theo em sẽ có cho mọi người là tông màu hồng này. Ngoài ra em sẽ có cho mọi người là tông màu đen, và tiếp theo nữa em sẽ có cho mọi người là tông màu tím mọi người ơi. Đấy, thích màu nào vào đơn cho em tông màu đấy, và tương ứng cho em đi kèm là với 4 tông màu váy cũng như vậy luôn mọi người nha. Với 5 tông màu váy cũng như vậy luôn. Nói chung là ngày hôm nay nhà em có đồng set đồng màu, nên là mọi người muốn như là mặc đẹp mặc ưng nhất ý, thì mọi người cứ lấy đồng màu đồng chất cho em là nó sẽ đẹp nhất. Áo này giặt tay giặt máy cho em thoải mái vô tư mọi người ơi. Không lo là bị phai màu đâu mọi người nha, bởi vì áo này là dòng chéo Mỹ, nhà em đã xử lý phai cho mọi người cách một cách rất là tốt rồi. Áo này màu hồng có phối được cùng tông màu với chân váy sleeve màu hồng không shop ơi? Mọi người ơi, cái áo này chân váy sleeve màu hồng nó sẽ phối được nha. Nó sẽ phối được. Nói chung là như này, nó sẽ không cùng chất vải nhưng mà nó cùng ánh màu thì nó sẽ phối được, nhưng mà đẹp nhất vẫn là chân váy bút chì cho em, thì mình có thể linh động cho em được không ạ? Mình đặt cả set tím rồi, set ship nhanh nhẹ, em cảm ơn chị đã đặt hàng rồi, em xem được chưa? Chị ơi mình cứ yên tâm, mình đặt được rồi thì là đặt được rồi. Áo mã 9 chân váy mã 10 hôm nay không còn sale nữa à? Chị ơi nhà em đang sale rồi đấy ạ. Nhà em đang sale rồi, tất cả những cái mức giá mà đang trong giỏ hàng của nhà em ngày hôm nay đều là những cái mức giá đang sale mọi người nha. Cho nên là muốn săn thì mình tranh thủ mình săn giúp em. Áo tím có kén da không? Dạ không ạ. Áo tím của nhà em không kén da, không kén dáng, không kén tuổi. Ngày hôm nay chọn ra được có mấy màu mà lại toàn là những cái tông màu kén da thì lấy ai mua, lấy ai mặc tình yêu ơi. Không kén da đâu mọi người nha, bởi tím nhà em tím pastel ạ, không bị đậm nên là không bị già. Đúng rồi. Mẫu nhà em đang cao 1m65, nặng 49kg, mặc size S, mã 9, không còn màu xanh bơ bạn ơi. Không còn thì là cháy đấy tình yêu ơi, nhà em không thêm được hàng đâu, mình linh động qua cho em màu khác nha. Mẫu bạn đang mặc là mẫu mấy? Dạ áo 01, chân váy của nhà em là mã sẩm số 02. Muốn săn áo thì săn, muốn săn chân váy thì săn. Còn ngày hôm nay nếu như mà bản thân mình muốn săn cho em cả set thì vào đơn cho em cả set được chưa ạ? Đấy, ghim cả bộ đi em. Dạ chị ơi em không ghim được cả bộ. Mình linh động cho em vào giỏ hàng góc trái màn hình. Nhấn cho em vào nút mua, nhấn cho em vào cái xe đẩy mã 01, chọn màu chọn size thêm vào giỏ hàng. Nhấn cho em vào cái xe đẩy nút mã 02 cạnh nút mua, chọn màu chọn size thêm vào giỏ hàng. Sau đó là gì ạ? Mọi người lên cái giỏ hàng tổng, chọn 0102 và điền đầy đủ thông tin cho em là được. Cái mức giá này chỉ có trên live thôi, cho nên là mọi người tranh thủ cho em. Chân váy của nhà em là cặp kéo khóa. Đúng kéo rồi. Khóa đến đâu là mọi người ơi định hình form eo cho em đến đấy. Mọi người ơi, hai lớp cho em nhá, nên là không bao giờ lo là bị lộ viền, lộ hở cái gì đâu. Còn chân váy của nhà em kéo khóa, không ai làm cho mọi người chân váy bút chì một cặp chun đâu ạ. Mọi người nha, lưu ý cho em, không ai làm chân váy bút chì một cặp chun đâu. 1m57, 50kg, lấy cho em size M chị Phan Nghi ơi. Vải của nhà em là chéo Mỹ cao cấp mọi người ơi. Mọi người cứ search cho em bất kỳ một cái thông tin nào, mọi người search cho em xem là chéo Mỹ là cái dòng vải gì có cao cấp hay không, thì nó sẽ ra tất cả các thông tin cho mọi người xem luôn. Vừa mát mẻ thoải mái, thấm hút mồ hôi tốt, vừa có tính chất sợi che khử mùi cơ thể để mọi người mặc lên nó êm, nó mềm, nó thoải mái. Thì không tội gì mà mình lại không săn cho em cả mọi người nhá. 1m57, 50kg, lấy size nào lấy luôn cho em ra form size
size M nha chị Nghi nha. Vào đơn cho em xem form size M của áo. Còn nếu như mà chị muốn em tư vấn chân váy thì chị comment cho em xin cả cái số đo với em trên số hay sang của mình nha. Dạo này không đặt được có đi tình yêu ơi, mình đang gặp vấn đề gì mà mình không đặt được ạ? À? Mình comment xuống dưới cho em nhá. Đấy, nếu có thể là hỗ trợ được thì em hỗ trợ luôn cho mình nha tình yêu nha. Để mình có thể vào đơn sớm, chứ còn mã sản phẩm bên em mọi người, cái mức giá này mọi người sẽ không nhìn thấy lâu đâu mọi người ạ. Đấy, và tiếp tục thì em sẽ lên deal với một mức giá khác cho nên ai muốn săn mọi người phải săn sớm nhá. Chị Hoàng Thảo này 1m55, 56-57 cân. Tình yêu vào đơn cho em sẽ là form size L nha. Áo form size L, còn chân váy mình cho em xin số đo với em trên rốn hay sang nhá. 1m55, 54 cân mặc size gì? Chị Hương Nguyễn ơi, mình vào đơn cho em sẽ là form size M đấy ạ. Form size M là sẽ vừa nha tình yêu ơi. Tranh thủ chốt đơn sớm hơn cho em này. Mà chị mua nhiều rồi ý, tức là mình đang gặp vấn đề gì mình không đặt được ấy, mình comment xuống dưới cho em để em Giang có thể hỗ trợ luôn cho mình nha. Lên màu đen đi em. Màu đen đây ạ, màu đen của mình đây. Mình chờ em một chút, tí nữa em Giang sẽ mặc lên cho mọi người xem tông màu đen nhá tình yêu nhá. Màu đen siêu gọn gàng luôn. Ngày hôm nay những chị gái nào mình đậm người, mình thích cho em một cái tông màu nó cơ bản, mình lấy cho em tông màu đen nhá tình yêu nhá. Cả set tông màu đen luôn, rất đẹp mọi người nha. Chưa, không đủ tuổi mua hàng đấy là do mình xét mình rồi mình. Đúng ơi rồi. Mình đổi cái lứa tuổi cho em đi, sau đó là mình vào mình săn lại, hoặc là mình có thể là nhờ sự trợ giúp từ người thân. Đúng mọi rồi. Người nhá, chứ còn cái đấy thì em sẽ không hỗ trợ được đâu, bởi vì nhà em sẽ không can thiệp được vào cái lúc mọi người săn hàng. Nhà em chỉ có sản phẩm đẹp để gửi đến tay mọi người thôi mọi người ạ. À. Đấy, em mặc màu đen đi. Ok, bây giờ nhà em sẽ qua cho mọi người là màu đen luôn. Okay. Nói chung là mọi người nhìn nốt cho em, ngắm nốt cho em cái set màu và màu sữa đi. Sau đó là nhà em sẽ lên cho mọi người màu đen sau mọi người nha. Ai thích săn màu sữa thì săn, bởi vì đây là một cái tông màu cực kỳ trẻ, vừa gọn người gọn dáng, vừa trẻ cho em mà sáng vừa thanh lịch nữa mọi người nha. Đấy, nói chung là ngày hôm nay như này, nếu mà muốn trẻ thì lấy cho em màu sữa, nếu như mà muốn dễ thương thì lấy cho em tông màu hồng, nếu mà muốn sang thì lấy cho em màu tím, gọn người thì lấy cho em là tông màu đen, và làm sao ạ, và kiểu như là nó lạ lạ, nó khác khác hơn một xíu thì lấy cho em là tông màu khói mọi người nha. Bởi vì tông màu của nhà em ngày hôm nay toàn là những cái tông màu cơ bản để bất kỳ ai cũng có thể là mặc được, mặc đẹp cho em. Nên là ngày hôm nay đừng lo lắng gì cả, cứ tự tin chốt đơn cho em đi. Em sẽ sơ gần cái chất liệu vải để cho mọi người xem này. Dòng chéo Mỹ cao cấp mọi người ơi, sờ lên tay nó mướt, nó không bị cợn cợn vải giống như là cái hàng Vitech tuyết mưa đâu ạ. Cái nền vải của nó rất là mướt để mọi người cảm nhận rõ mồn một ở trên da cho em luôn mọi người nha. Và toàn bộ ở bên trong của nhà em, những cái thiết âm, những cái đường chỉ thừa, những cái đường vải thừa, nhà em đã xử lý toàn bộ cho mọi người bằng cách là gì ạ, làm may dập ly luôn ở đây rồi. Cho nên là mọi người mặc vào nhá, nó sẽ không bao giờ có cái cảm giác là ngứa ngáy khó chịu đâu mọi người ơi. Và mọi người nhìn giúp em này, nó may khó ngang, nó may khó và kỹ ngang cho em một cái phiên bản vest cao cấp mọi người nha. Cổ áo của nhà em đấy, được vừa ép mùng vừa ép mách toàn bộ, đi đường nó không bao giờ bởi phẩy như này, mà nó lên một cái dáng nó rất là sang luôn. Nên là tình yêu nào ngày hôm nay mình muốn săn cho em cái phiên bản này thì mình nhanh chóng hoàn thiện đơn hàng và vào đơn giúp em, bởi vì chỉ có trên line thì chúng ta mới có cho nhau được những cái mức giá nó ưu đãi như này thôi ạ. Cho nên là các tình yêu tranh thủ giúp em nhá, cần tư vấn gì thì báo em để em hỗ trợ em tư vấn cho mọi người được chưa. Còn bây giờ bạn mẫu của nhà em sẽ qua cho mọi người là tông màu đen mọi người nha. Đấy, bạn mẫu nhà em bây giờ sẽ qua cho mọi người là tông màu đen này. Một cái phiên bản rất là xinh luôn. Màu đen mặc lên thì nó gọn người gọn dáng. Đối với những chị yêu nào mà mình muốn là mình từ 65 cân, mình còn 60 cân, muốn từ 60 cân còn 55 cân thì cứ lấy cho em là nguyên set màu đen này mọi người nha. Đúng rồi mọi người nhá, cứ lấy cho em là nguyên set màu đen thôi. 1m52 này, 47 cân, chị Bạch Tuyết vào đơn cho em rất là form size S. Form size S là vừa nha tình yêu nha. Nếu như mà mình eo của mình dưới 68 thì mình vào đơn luôn cho em là chân váy form chính size S nhá. Mọi người ơi, mọi người để cho giúp em đầy đủ chiều thông tin chiều cao cân nặng và số đo eo đi thì em mới tư vấn được. Chứ mọi người để cho em một mình chiều cao và mình cân nặng thì em không tư vấn được đâu mọi người ơi. Bởi vì hàng của nhà em là hàng làm sao, hàng thiết kế, hàng có size có số, chứ không phải là cái hàng free size mà 40 cân mặc đẹp mà 60 cân cũng mặc vừa đâu ạ. À. Nên là ngày hôm nay muốn mặc xinh mặc đẹp nhất thì cứ để đầy đủ thông tin cho em hỗ trợ em tư vấn cho mọi người trên live. Và nếu như về nhà không sống trên live, bên em còn hỗ trợ đổi trả được cho mọi người. Eo 71 cho vài size M cho em chị Phan Nghi nhá. Đấy, eo trên số 2cm tính từ kiểu tay tính sang mới là vòng eo thật của mọi người được chưa? Eo 71 lấy chuẩn cho em Quỳnh nào, form size M thoải mái tự tin chốt đơn cho em mọi người nha. Dáng xinh không? Quá xinh, quá nét cho em luôn. Trời ơi, với cái dáng như này mà mọi người không săn thì mọi người có săn dáng nào nữa. Em xem chỗ xẻ chân váy đây, ok. Đằng sau của nhà em đây, nó là mở khóa gối mọi người ơi. Mọi người đi lại rất là dễ dàng nha. Chứ không phải xẻ gì chị? Xẻ chồng. Đây, em rơi trong một cái chân váy này. Mọi người ơi, cái xẻ này của nhà em nó rất là xẻ chồng, nên là mọi người đi lại nó rất là dễ chịu mà nó lại không có bị hở ra cái phần xẻ.
được không ạ? À? Nhìn xa thì nó vẫn làm sao nó đều tóm tắt vào nhau, nó như không xẻ, nhưng mà khi mọi người nhìn lại gần này nó xẻ chồng, nhìn nó rất là tinh tế mọi người ơi. Và di chuyển đúng rồi, và cũng chỉ có những cái phiên bản gì ạ, hàng cao cấp thì người ta mới làm cho mọi người đúng chuẩn theo từng bước như này thôi đấy. Áo mẫu mặc mã 01 ạ, chân váy mẫu mặc mã 02, ok, chất đẹp lắm, em cảm ơn, chất nhà Cúc thì mê lắm rồi, em cảm ơn chị Hoàng Thảo rất nhiều. Mét 58-55 cân lấy chuẩn cho em Quỳnh là form size L thoải mái tình yêu nhá. Eo 73 lấy cho em là form size M tình yêu ạ. Đối với chân váy còn áo thì mình phải cho em chiều cao cân nặng thì em mới có thể tư vấn được cho mình. Đã mua em cảm ơn tình yêu. Áo mẫu mặc là mã 01, chân váy mẫu mặc là mã 02 ạ. Đúng rồi mọi người nhá. Áo mã số 01 cho em và chân váy mã số 02. Ai mình ưng ý cả set thì mình cứ vào đơn mọi người lần lượt này, thêm mã số 01 vào trong giỏ hàng. Đấy, xong rồi mình tiến hành mình thêm tiếp tục mã số 02 vào trong giỏ hàng và mình đi đến giỏ hàng tổng, mình gom hai cái đấy lại mọi người đặt cho em thôi là sẽ có đơn nha mọi người nha. 40kg vừa không em? 40kg thì áo sẽ vừa, còn chân váy thì em nghĩ là nó hơi rộng thì mình có gì mình về mình đi bóc cái eo lại cho em là sẽ được nha chị gái nhá. Cao 1m56, nặng 50kg, mặc áo size nào? Mặc áo cho em sẽ là form size M chị ạ. Chị cọp con 98 nha. Vào đơn cho em sẽ là form size M của áo là sẽ vừa. Còn nếu như mà chân váy ấy, eo của mình dưới 68 mình lấy cho em sẽ S. Eo của mình trên dưới 74 mình lấy cho em sẽ là form size M là vừa nha tình yêu nha. Không vừa được đổi size, không shop, dạ có ạ. Không vừa, trong trường hợp không vừa mọi người, hoặc là hàng có bất cứ một vấn đề gì, mọi người hãy liên hệ qua thư cảm ơn để được các bạn nhân viên bên em hỗ trợ tư vấn luôn cho mình nhá tình yêu nhá. Ok chưa ạ? Không vừa hỗ trợ đổi size luôn, các tình yêu cứ yên tâm. Và ngày hôm nay mọi người khi được bên em tư vấn cho mình ấy, nó đúng với 95% rồi. Nhận về cái là mặc lên đẹp như Bedo Trend rồi, không cần phải mất thời gian mình đổi trả nhá tình yêu nhá. 56kg chị Minh Tuấn vào đơn cho em sẽ là form size L ạ. Form size L của áo nhá. Còn chân váy mình cho em xin số đo bằng em trên dồn hay sang của mình đi ạ. Để em sang hỗ trợ tư vấn size một cách chính xác nha. Đã đặt em cảm ơn cô giáo mầm non rất là nhiều ạ. Em cảm ơn tình yêu. Mọi người đặt đơn bây giờ đi thì tí nữa khi mà bên em xuống like cái các bạn nhân viên sẽ hỗ trợ đóng gói và đi đơn sớm hơn cho mình. Mọi người nhá, tầm 2 đến 5 hôm thôi mọi người sẽ nhận được hàng cho em nha. Mẫu cao bao nhiêu? Hiện tại em đang cao 1m65, nặng 49kg và đang mặc cho người sẽ là form size S nha tình yêu nhá. Cả set form size S luôn. Đấy, cho ai mình cùng với số đo của em mình có thể vào đơn form size S nha. Set kia là bao nhiêu ạ? Set đằng sau đúng không ạ? Set đằng sau có trong giỏ hàng giúp em. Đây để em xem là mã số bao nhiêu. Tình yêu nhá, có trong giỏ hàng đấy ạ. Mình cứ vào trong giỏ hàng mình tham khảo cho em thôi. Váy sẽ là mã số 04 này, còn áo sẽ là mã số 07. Tình yêu nhá, áo mã số 07 và váy mã số 04 cho em. Ưng ý cả set mình có thể là shop đang mặc à, thì là áo mã số 01, còn là chân váy mã số 02 cho em. Tình yêu nhá, nó là một set nhưng mà bên em tách riêng ra để những chị nào mình có số đo lỡ cỡ size ấy, thì ví dụ áo mình đang mặc form size S thì chân váy mình có thể vào form size M cho em. Mình lựa chọn cái form size cho nó phù hợp nhá mọi người nhá. Chị ở comment chiều cao cân nặng đi để em ra hỗ trợ tư vấn size mình luôn. Nhớ là cả số đo vòng eo trên rốn hay xăng nha. Đã đạt em cảm ơn chị yêu rất là nhiều này. 1m50, 55 cân chị Bạch Tuyết vào đơn cho em là form size L là vừa. Chuẩn form size L nha tình yêu nha. Ngày hôm nay áo bên em có thiết kế cho mọi người sẽ là phần cổ vest nhá mọi người nhá. Nhìn rất sang, mặc lên nó tạo cảm giác là gì, cổ của mình rất là cao và mặt của mình nó V-line hơn nha mọi người nha. Tay áo bên em có đánh bồng trong người và có hai cái đường chít li eo nha mọi người nhá. Mặc đến đâu nó định hình form dáng đến đấy luôn cho mọi người nhá. Nó định hình form eo. Đấy, cho nên khi mọi người mặc lên nó sẽ rất là gọn người và khi mọi người đứng nghiêng ấy thì nó cái áo nó vẫn sẽ có độ thở luôn cho mình mọi người này. Đấy, cho nên mặc lên nó không bị bó tít mọi người, không bị khó chịu nha mọi người nha. 1m65, 65kg, eo 78. Chị Hoàng Hoa ơi, mình lấy luôn cho em sẽ là form size XL. Cả set form size XL đi ạ, là nó sẽ vừa cho em nhá tình yêu nhá. Nếu như chị gái nào mình hơi đậm người một chút thì em khuyên các chị là mình lên lấy luôn cho em làm bộ màu đen mọi người nhá. Bộ màu đen luôn cho em giống như em đang mặc thì mặc lên nó sẽ gọn người mình hơn đấy ạ. Còn nếu không thì mình có thể tham khảo cho em các cái tông màu khác, em sang sẽ dơ lại bảng màu cho mọi người xem nhá. Áo bên em hiện tại cả áo và cả chân váy hiện tại đang có cho mọi người sẽ là 5 tông màu. Mọi người ngắm luôn cho em nhá, tông màu đen em đang mặc. Ngoài ra bên em sẽ có cho người tông màu sữa này. Em có màu hồng này, em có cho mọi người là tông màu tím và em có cho mọi người tiếp theo là tông màu khói mọi người nha. Thích màu nào vào đơn cho em tông màu đấy. Và mọi người ơi lưu ý giúp em là khung giờ live của nhà em nó còn không có nhiều để cho mọi người đắn đo chần chừ suy nghĩ nữa. Cho nên là bây giờ ai đang trong quá trình hoàn thiện đơn hàng mình nhanh chóng hoàn thiện đơn hàng giúp em. Bởi vì khung giờ live này không còn nhiều đâu mọi người ơi, cho nên là tranh thủ cho em mọi người nha. 1m48, 43 cân lấy chuẩn cho em Quỳnh là form size S nha chị Vì Hoa ơi. Đấy nhá, chị Vi Hoa nhá, lấy cho em Quỳnh là form size S. Áo giặt của nhà em thì không bao giờ bị phai màu được chị ạ. Mọi người muốn lên tông màu nào nữa mọi người comment lên đây để bên em hỗ trợ cho mọi người. Bây giờ nhà em sẽ lên cho mọi người là tông màu khói được không ạ? Ai thích màu khói vào đơn cho em tông màu khói. Mọi người ơi, màu khói mọi người phải hiểu cho em một cái vấn đề là như này. Nó chỉ lên được ở cái nền vải chống Mỹ thôi mọi người nha. Để mà còn những cái nền vải chẳng hạn như là Vitex tuyết mưa hay thậm chí là biên nhật hay là thậm chí là cả gì ạ, mang hồ chéo Hàn,
nhuộm lên cái màu khói này nó còn không được mọi người ơi, bởi vì cái trên nền vải chéo Mỹ này mọi người chỉ cần nhuộm cho em 1-2 lần là nó đã lên được cái màu này rồi, và cái ánh màu nó rất trong, nó rất khôn cái áo. Chứ còn mọi người mà nhuộm vào cái nền vải kia nó ăn màu mọi người, nó sẽ rất là đậm đấy, cho nên cái ánh màu của nó sẽ bị dại lắm mọi người ạ. Nên là ngày hôm nay ai mà muốn săn cho em một cái phiên bản mà bình thường mọi người tìm ở ngoài thị trường rất khó, nên là cái tỷ lệ đụng hàng nó rất là hiếm, thì mọi người có thể tham khảo cho em cái phiên bản này luôn mọi người nha. Có may thêm áo đen XL nữa không để chờ hi? Dạ không, thêm được à chị? Thêm một cái nhá, thêm một cái nhá. Em sẽ thêm cho chị Hoàng Hoa một cái nha. Chị Hoàng Hoa ơi, em sẽ thêm cho chị một cái ngay lúc này luôn, để bên em quên, để mình có thể là săn cho em. Đấy, đầu tiên là định bảo là không được thêm nữa đâu mọi người ạ. Nhưng mà thôi vậy, chỉ có một mình chị yêu cầu thì em sẽ thêm cho chị một cái nữa để mình săn nốt mọi người nha. Nói chung là mọi người ơi, ngày hôm nay vào nhà em thì nhà em sẽ tạo điều kiện cho mọi người, chắc chắn là sẽ đem về cho mọi người được những cái phiên bản áo vừa đẹp vừa xinh vừa sang rồi, là mình cứ yên tâm. Em cảm ơn chị Hoa rất là nhiều ạ. Bao nhiêu một bộ áo 199, chân váy là 199k. Và mọi người ơi, lưu ý giúp em, ngày hôm nay nhà em bán hàng, nhà em muốn đồng hành cùng với mọi người lâu về dài, chứ không phải là bán hàng một lần rồi thôi. Cho nên là mọi người cứ yên tâm cho em một điều rằng là gì ạ, ngày hôm nay săn hàng về chất nó sẽ đẹp giống như trên live, và sẽ đẹp như giống như lời bọn em đang nói ở trên livestream này, chứ không phải là cái chất linh tan linh tinh lẩm ra lẩm rẩm đâu mọi người, yên tâm cho em mọi người nhá. Mình một áo đen XL nữa shop ơi, thế thì thêm cho chị mấy cái, 5 cái đi. Chị, thêm 5 cái được không chị? Được nhá, thế thì em thêm cho mọi người 5 cái để mọi người săn. Ai mặc size XL vào đơn cho em size XL của màu đen nhanh chóng giúp em đi ạ. Bởi vì em không còn nhiều thời gian ở trên live đâu. Tủ đồ của mình rất là nhiều hàng của nhà Cúc rồi. Em cảm ơn chị Hoàng Thảo. Nói chung là em bảo rồi, ngày hôm nay có những chị gái quay lại với em rất nhiều lần, thì phải gọi là địa hàng của nhà em nó đẹp đến mức nào, nó xinh đến mức nào thì chúng ta mới quay lại, đúng không ạ, với nhau để chúng ta cùng trải nghiệm. Chứ để mà hàng xấu mà quay lại lần thứ hai làm gì mà được, bởi vì cái giá hàng của nhà em giá nó có rẻ đâu, đúng không mọi người. Giá của nó là hợp lý so với cái túi tiền của tất cả mọi người, và diện chất lượng hơn so với cái sản phẩm của nhà em đã bán cho mọi người luôn, không vừa bên em đổi size mọi người ơi, yên tâm mọi người nha. Không bao giờ bán cho mọi người mới cả mã sản phẩm mà mọi người mặc không vừa mà lại làm khó mọi người không đổi đâu mọi người ơi. Đấy, em biết sợ là năm nay đồng tiền làm ra nó rất là khó, cho nên là mọi người mua hàng, mọi người cũng sẽ phải là những người tiêu dùng thông minh và thông thái giúp em. Đừng bị hàng giá rẻ nó thao túng tâm lý, bởi vì dễ mua nhưng mà đâu dễ mặc, đúng không ạ? Nên là tranh thủ giúp em nhá, cần tư vấn gì thì báo thêm cho em để em hỗ trợ cho mọi người nha. Đúng rồi mọi người nhá, cần tư vấn gì thêm mọi người báo em. 1m54, 60kg lấy luôn cho em, rất là form size XL là vừa, chuẩn form size XL luôn rồi đấy ạ. Mình cần em tư vấn size váy thì mình comment cho em cả số đo với em trên 42 sang nha. 1m55, 51kg lấy luôn cho em, rất là form size M nhá. Form size M cho em là vừa đấy ạ. Tranh thủ luôn giúp em mọi người ạ. Ai đã được em ra tư vấn size số rồi, mọi người nhớ lấy luôn chuẩn cho em cái form size mà em ra tư vấn nhé mọi người nhá. Vừa đặt màu kem nhưng muốn đổi sang màu khói có được không ạ? Tình yêu ơi, mình nếu như mình vừa đặt thì mình bỏ cái đơn này đi cho em và mình đặt cho em cái tông màu khói nhé tình yêu nhá. Đặt cho em đơn mới đi ạ. Đấy tình yêu nhá, màu kem với cả màu khói thì hai tông màu nó đều đẹp. Nếu như mình thích tông màu nào hơn thì mọi người đặt cho em thôi. Đây mọi người, màu kem đấy nhá, màu kem thì nó trẻ, à màu sữa, màu sữa thì nó trẻ hơn, nhìn nó sáng da hơn nha tình yêu nha. 1m53 nặng 54kg, chị Nguyễn Hải Lý lấy luôn cho em, rất là form size M là vừa nhá. Áo form size M. Còn nếu như mà chân váy mình comment cho em cả số đo bằng eo trên số 2 xăng nữa ạ. Thử áo 7 và áo 10 màu tím đi ạ. Em không thử được đâu mọi người ơi, những cái phiên nhưng cái phiên bản đấy là em chỉ hỗ trợ là em dơ lên được cho mọi người xem thôi, chứ còn em không thử đâu mọi người nhá. Đúng rồi. Mọi người yên tâm mua đồ, mình đã có rất là nhiều, mình đã đổi hàng rất là nhanh chóng. Nhân viên hướng dẫn cụ thể nhiệt tình, em cảm ơn tình yêu rất là nhiều. Chân váy màu đen là tí nữa em sẽ qua cho mọi người là tông màu đen nha. Đã săn nguyên set nha, 1m59, 61kg lấy luôn cho em, rất là form size XL nhá. Em cảm ơn tình yêu mình rất là nhiều. Đấy, quá trời tình yêu mình đã vào đơn cho em rồi. Thì các chị gái ơi, nếu như chị gái nào mình mới chỉ thêm vào giỏ hàng thôi thì em khuyên các chị là thì các chị gái ơi, nếu như chị gái nào mình mới chỉ thêm vào giỏ hàng thôi thì em khuyên các chị hàng bên em về số lượng không nhiều đâu ạ. Đấy, và tầm khoảng là 1-2 phiên live thôi nhà em đã cháy hàng rồi. Cho nên ai đang trong quá trình hoàn thiện đơn hàng mình hoàn thiện nốt cho em nhá. Đã chốt được em nó, hi hi, cảm ơn shop, em cảm ơn tình yêu rất nhiều. Em cảm ơn tình yêu ạ. Đấy, mình đặt được rồi đúng không ạ? Em thấy đơn của mình rồi nha. Em cảm ơn tình yêu. Chính xác, ok chợ. Nên là mọi người ơi, cứ linh động nhanh tay cho em mọi người nhá. Nhà em đã thêm cho mọi người là màu đen của size XL rồi. Đấy thì ai đang săn màu đen hay là ai đang trông chờ màu đen thì mọi người tranh thủ cho em. Và ngày hôm nay mọi người ơi, cái mức giá của nó vô cùng là ưu đãi, nên là bản thân mình mua cho bản thân mình cái đã. Sau đó là gì ạ? Là mình mua cho cả người thân trong gia đình của mình nữa đi. Bởi vì phụ nữ mà ai mà chẳng muốn làm đẹp, ai mà chẳng muốn mặc đẹp. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ có những là chị mẹ của mình
mình này, đúng không ạ? Đấy, những người, những chị gái là lớn tuổi một xíu rồi, mình sẽ không hay tham gia những cái phiên livestream này, là mình sẽ không biết đến là à, ở trên livestream mà sẽ có những cái hàng nó chất lượng như thế này thì mọi người sẽ không được tiếp cận. Thì mình được tiếp cận thì mình có thể là gì ạ? Là săn cho người thân trong gia đình mình để mọi người cùng đẹp mọi người nha. Mặc thử mã 8 màu trắng không mặc được đâu tình yêu ơi. Nếu mà có ở đây thì em sẽ hỗ trợ cho mọi người giơ lên cho mọi người xem được thôi nhá. Mã 8 màu trắng này. Mã 8 với mã 10. Mã 8 màu trắng và mã 10, chị ơi, hai cái mã này của nhà em nhá, đang xả kho cho nên là không có sẵn ở đây. Mã 8 màu trắng thì nhà em không có sẵn, nhưng mà mã 10 nhà em giơ lên cho mình xem. Đây là chân váy xếp ly của nhà em. Mã 8 màu trắng với mã 10 mọi người ơi, mặc vô tư. Mã 8 thì đúng. À, mã 8 hình như là mã 8 là không. Mã 8 này là ấy chứ nhở? Là màu sữa hay đúng không? Đợi em một xíu nhá, đợi em một xíu để em xem lại cái mã 8 một tí mọi người ơi. Giá sao vậy em tình ơi? Mã áo sẽ là mã số 01 cho em. Đang ghim cho mình với mức deal là 199k và chân váy sẽ là mã số 02. Chị ơi, mã 8 màu trắng cháy rồi còn đâu? Mã 8 màu trắng cháy rồi. Thì mình đúng có rồi. Thể tham khảo cho em màu khác nha. Đấy, còn chân váy trắng của nhà em đây. Nếu như mà mình muốn mua màu trắng ấy, mình có thể vào cho em là mã màu trắng của mã 06. Màu trắng của mã 06 này. Đấy, là mặc đẹp với cái chân váy này luôn, được không ạ? Bởi vì nó cũng ánh màu. Mọi người nhá, chân váy đen size L bao nhiêu tiền? Dạ chị ơi, 199k là giá áo và cả giá chân váy của nhà em đang để cho mọi người. Đấy, và cũng chỉ có khi mà nhà em đang ở trên livestream thì chúng ta mới có những cái mức giá này thôi. Cho nên là bây giờ ai đang muốn săn hàng thì mình tranh thủ hoàn thiện đơn hàng càng sớm càng tốt cho em. Bởi vì cái mức giá này nó cũng sẽ không hiển thị quá lâu đâu ạ. 1m56, 51 cân lấy chuẩn cho em Quỳnh Ngọc, form size L chị Ngọc nhá. Mình xem mã 10 màu hồng. Mã 10 màu hồng là chân váy à? Chân váy màu hồng. Chân váy xếp ly màu hồng. Ok, đợi em xíu để em ra em lấy cho. Cho váy xếp ly màu hồng em ra em lấy cho mọi người nhá. 1m56 này, 56kg tình yêu, và đơn cho em rất là form size L nhá. Áo form size L, còn nếu như muốn săn chân váy mình cho em cả số đo và em trên rốn 2 sang nha. 1m56, 51 cân và đơn cho em rất là form size M là vừa. Em ơi, bộ em đang mặc giá sao tình yêu ơi? Bộ em đang mặc này, nó sẽ là tách xếp riêng nha tình yêu nha. Áo sẽ là mã số 01. Chân váy mã số 02. Đúng rồi. Áo 199, chân váy cũng 199 cho em. Còn đây ạ, mã 10 màu hồng đây ạ. Mã 10 màu hồng mọi người có thể kết hợp cho em với đây này, cái dáng áo của mã 8 màu hồng cũng rất xinh này. Đấy, mọi người ơi, rất một xinh nhá. Luôn. Một set đồ cho em. Được mà rồi. Kể cả là mọi người không. Em thử ướm cái váy, cái áo mình đang like với cái váy màu hồng xem. Hợp mà. Ôi mọi người ơi, cũng hợp nha. Cũng hợp nha. Đấy, cho nên là mọi người cứ tham khảo linh động cho em, mình thích mix với váy gì thì mình mix cho em. Nói chung là để mà dễ mặc thì cái này nó sẽ dễ mặc này. Còn để mà sang thì cái này nó sẽ sang. Cái chân váy bút chì nó sẽ sang mọi người nha. Cho nên là ngày hôm nay tùy gu của mình thôi. Mình thích màu nào thì mình vào đơn cho em màu đấy. Mình thích sáng nào thì mình sẽ lấy cho em sáng đấy mọi người nhá. Cần tư vấn gì thì mọi người comment lên đây để bên em hỗ trợ cho mọi người luôn ở trên live. Bởi vì chỉ có khi ở trên live thì chúng ta mới có cho nhau được những cái mức giá ưu đãi như này thôi. Là các tình yêu ơi, tranh thủ hoàn thiện đơn hàng càng sớm càng tốt giúp em mọi người nha. Được rồi, bán cho chị bộ màu khói nhé tình yêu ơi, mình phải chủ động vào đơn. Đấy tình yêu nhá, nếu như mà mình chưa biết đặt thì mình có thể comment xuống dưới cho em là hướng dẫn chị đặt để bên em có thể hỗ trợ hướng dẫn luôn cho mình đặt nha. Chứ còn bên em sẽ không đặt hộ các chị được đâu nhá các chị nhá. Đã mua em cảm ơn tình yêu Lan Ngọc rất là nhiều. 1m59, 61kg tình yêu, và đơn cho em sẽ là form size XL. Form size XL là được đấy ạ. Mọi người nhá, ngày hôm nay ai mình muốn săn cho em cả set thì mọi người hãy thêm lần lượt từng mã sản phẩm trong giỏ hàng giúp em tình yêu nha. Mã số 01, mình chọn màu, chọn size thêm vào giỏ hàng trước này. Mã số 02, chọn màu, chọn size thêm vào giỏ hàng trước. Xong rồi mọi người sẽ đi đến giỏ hàng tổng cho em mọi người ạ. Mình tích hai cái vào với nhau, mình nhấn mua ngay. Đấy, xong rồi mọi người điền thông tin vào cho em là có đơn thôi mọi người ơi. Nói chung là rất là đơn giản. Mọi người nhá, học cách săn hàng trên này luôn giúp em tình yêu nha. Ướm váy xếp ly hồng với áo màu trắng mình xem với. Váy xếp ly hồng với áo màu trắng chị ơi. Đây. Váy xếp ly hồng với áo màu trắng. Màu trắng kia kìa. Màu trắng kia hay là màu trắng của mã này tình yêu ơi. Mẫu này, mã này làm có màu trắng, làm gì có màu trắng. Mã này chỉ có màu sữa thôi nha. Còn em sẽ là phối với áo của mã khác. Đều được cả, mọi người nha. Mọi người mix cho em trắng tinh với màu hồng thì nó sẽ rất là hợp, được chưa? Đấy. Hợp nhá tình yêu nhá. Ok chưa ạ, mọi người? Đúng đấy rồi. Nói chung là mình cứ linh động cho em đi. Những cái màu của nhà em đang chụp rõ là ở trên phần mô tả, nhà em cũng đã tư vấn chuẩn cho mọi người rồi. Thì mình có thể tham khảo cho em ở trong phần mô tả sản phẩm mọi người nha. 1m49 này, 52 cân lấy chuẩn cho em Quỳnh là form size M thoải mái tình yêu ơi. Mình được tư vấn size số thì tự tin giúp em. Đây set hồng đằng sau đây tình yêu ơi. Bây giờ ai muốn em sang qua tông màu hồng thôi mọi người comment xuống dưới cho em đi. Để em Giang có thể hỗ trợ mặc qua cho người xem tông màu hồng nha tình yêu nha. 1m49, 52kg lấy luôn cho em rất là form size M là vừa. 1m54, 52kg tình yêu vào đơn cho em rất là form size M. Áo form size M, chân váy thì mình eo của mình trên 68 mình lấy cho em form size M là vừa nha tình yêu nhá. Đây ạ. Đấy, cả một set tông màu hồng luôn nha mọi người nha.
Bây giờ ai muốn em sang qua tông màu hồng là người comment xuống dưới cho em đi ạ. Đúng rồi, chính xác mọi người ơi. Và áo của nhà em thì không lộ không hở đâu, nên là ngày hôm nay mọi người yên tâm tự tin mà chốt đơn cho em. Cần tư vấn gì thì báo em để em hỗ trợ em tư vấn size số cho mọi người. Bởi vì chỉ có ở phiên line này thì chúng ta mới có cho nhau được những cái mức giá ưu đãi như này thôi. 1m54-52kg lấy chuẩn cho em Quỳnh là form size M. Chị Lan Ngọc đã mua em cảm ơn tình yêu. 1m49-52cân lấy chuẩn cho em Quỳnh size M luôn. 1m55-50cân lấy chuẩn cho em Quỳnh giá size M luôn mọi người nha. Mọi người ơi nhanh chóng hoàn thiện đơn hàng giúp em ạ. Bởi vì chỉ còn tầm khoảng vài phút nữa thôi là bên em đã xin phép là kết thúc live rồi. Cho nên là bây giờ ai đang trong quá trình hoàn thiện đơn hàng, mình nhanh chóng hoàn thiện đơn hàng giúp em mọi người nha. Đấy, tranh thủ đi, bởi vì cái mức giá ở trên live, chỉ ở trên live thì chúng ta mới có được cái mức giá này thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta xuống live là chúng ta sẽ không có cái giá này đâu. Thôi bây giờ thay qua cho mọi người là tông màu hồng nhá. Bây giờ thay qua cho mọi người là tông màu hồng được không ạ? Thích màu hồng thay qua cho mọi người màu hồng luôn. Chị ơi, em bảo này, em không tư vấn ở trên live như thế. Mọi người đừng comment thông tin của mình lên đây là mình sẽ bị lộ thông tin đấy mọi người nhá. Mọi người cho em xin chiều cao cân nặng, số đo eo em tư vấn size số, sau đó là mình linh động, mình tự động vào đơn giúp em. Chứ nhà em không nhận đơn ở trên live đâu. Mình chưa biết cách đặt thì bên em sẽ hỗ trợ mọi người cách đặt. Đợi em một xíu, em móc xong cái váy này, sau đó là em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách săn hàng. Được chưa? Đấy, chứ nhà em không nhận đơn trên live đâu, mọi người thông cảm cho em mọi người nha. Bởi vì ở trên đây thì mọi người phải có trách nhiệm với cái đơn hàng của mình và phải tự hoàn thiện cái đơn hàng của mình. Trước tiên này, mình ơi, mình nhấn cho em vào giỏ hàng góc trái màn hình có số 49 ở dưới đây. Mình nhấn cho em vào đấy, ok chưa ạ? Đấy, sau đó là mình hãy nhấn cho em vào cái xe đẩy cạnh nút mua của mã 01. Chọn màu, chọn size thêm vào giỏ hàng. Được chưa? Chọn màu, chọn size thêm vào giỏ hàng. Nhấn cho em vào cái xe đẩy, cái xe đẩy cạnh nút mua của mã 02. Chọn màu, chọn size thêm vào giỏ hàng. Sau đó đi đến cái giỏ hàng tổng ở trên đây, mình chọn 01 và 02 hoàn thiện đơn hàng cho em là được. Mọi người nha, em đã hướng dẫn cho mọi người cách săn rồi. Thì mọi người linh động làm theo cho em. Váy xòe canh mặc sau có màu gì ạ? Nó sẽ có màu trắng sứ. Ngoài ra nó sẽ có màu nâu và màu đen nữa. Mọi người muốn lên màu nào, mọi người comment lên đây để bên em hỗ trợ màu cho mọi người xem mọi người nha. Ok chọn. Còn để mà dễ mặc nhất thì mình có lấy cho em trắng sứ, hoặc là mình có thể lấy cho em màu đen, làm mix match cho em với bất kỳ một cái đồ gì nó cũng hợp cả. Còn bây giờ em sẽ lên cho mọi người nguyên một set màu hồng. Ngày hôm nay ai thích màu hồng vào đơn cho em tông màu hồng được chưa ạ? Bởi vì màu hồng của nhà em nó sẽ là tông màu hồng pastel, một tông màu hồng nhẹ nhàng nền nã nữ tính cho em. Mọi người nha, một cái tông màu hồng mà ai mặc lên nó cũng đẹp biết ạ mọi người ạ. Đấy thì mọi người cứ linh động tham khảo cho em cái tông màu hồng này và chắc chắn rồi, mặc lên nó cũng sẽ rất là gọn người gọn dáng, bởi vì bất kể một màu nào thì nó cũng đều là cái form dáng sẵn mà nhà em may cho mọi người. Thì mặc cho em nó chắc chắn là thoải mái rồi, nên là mọi người cứ yên tâm tự tin mà chốt đơn, cần tư vấn gì thì báo em để em hỗ trợ cho mọi người nha. Mức giá này chỉ có trên live thôi mọi người ơi, nên là linh động và linh động cho em đi ạ. Mức giá này chỉ có ở trên livestream thôi mọi người ơi. Chính xác ạ. Chị đặt rồi có nhìn thấy không tình yêu ơi? Nếu như mà mình đặt đơn hàng thành công, nó báo là đơn hàng đã thành công rồi là mình sẽ có đơn cho em rồi tình yêu nhá. Chính còn xác. Em không kiểm tra được cho mọi người đâu. Mọi người vào cho em cái hồ sơ cá nhân của mình. Ở dưới phần đấy nó sẽ có một cái gì ạ? Giỏ hàng của tôi, nhấn cho em vào giỏ hàng của tôi và vào đơn hàng là mình sẽ thấy, ok chưa? Và bây giờ thì mọi người linh động hoàn thiện đơn hàng giúp em để em còn chuẩn bị lên deal mọi người ơi. Cái mức giá này của nhà em thì sẽ không để tồn tại quá lâu cho mọi người được săn đâu, bởi vì làm sao? Giá này nhà em nhập vào đôi khi còn chưa có mọi người nhá. Đấy, bởi vì là cái chất liệu vải chống Mỹ này, cái ưu điểm của nó thì rất nhiều, nhưng mà cái nhược điểm của nó chỉ có một cái thôi, là gì ạ? Là đắt mọi người nha. Đấy, cho nên là ngày hôm nay để mà hoàn thiện được cho mọi người một cái phiên bản áo chéo Mỹ này, nó cũng là thuộc cái công suất cao. Đấy, chứ không phải là hàng giá rẻ để mà em bán rẻ cho mọi người được. Cho nên là ngày hôm nay đừng so sánh hàng của nhà em với cái hàng giá rẻ làm gì cho mất công. Hàng giá rẻ mình mặc lên mọi người ơi, nó không có khí chất một tí nào cả, nó không lịch sự cho em một tí nào cả. Nhưng mà đối với cái hàng của nhà em mặc lên là mọi người vừa trẻ ra, vừa lịch sự và vừa có khí chất mọi người nha. Mặc cho em một cái set đồ như này đi đâu mà chả tự tin, đúng không ạ? Mà khi mình tự tin rồi thì mình làm cái gì nó cũng ok, và mọi người ta nhìn vào mình, người ta sẽ sẵn sàng giao cái trách nhiệm cho mình, hay là người ta sẽ sẵn sàng tạo cơ hội cho bản thân mình để phát triển hơn. Đúng thì rồi. Đây là một cái sự đầu tư có lời mọi người nha. Và ngày hôm nay em bảo mọi người luôn này, không phải là chỉ các chị giáo viên, nhân viên công sở, nhân viên văn phòng mình mới có thể mặc những cái phiên bản này. Các chị gái ở nhà nội trợ của nhà em ơi, ngày hôm nay mình ở nhà nội trợ đấy là một công việc quá cao cả rồi, đúng không ạ? Và có khi, và nói chung là trong thỉnh thoảng trong cái cuộc sống của mình cũng sẽ có những cái đám cưới, đám xin này, thì những cái dịp đấy mọi người cũng phải mặc đẹp chứ, đúng không ạ? Đấy thì ngay lúc đấy mình mở cái tủ đồ ra, mình mặc cho em lên cái mã sẩm này, trời ơi, mặc đến đám cưới, đám xin một cái là người ta lắc cả mắt ra, bởi vì làm sao mình thay đổi khác biệt quá, mình xinh quá, mình đẹp quá, mình lịch sự quá, mình sang quá cho em, được không ạ? Nên ngày hôm nay đừng đắn đo gì nhiều mọi người nha, cứ tự tin linh động chốt đơn cho em và đảm bảo sẽ không bao giờ làm người thất vọng về cái phiên bản
bản này, một người mặc nhưng mà cả nhà đều vui cho em được không ạ? À? Thử màu khác nữa đi em. Chị ơi, chị muốn mặc màu nào mình comment cho em đi. Nhà em cũng vừa qua cái tông màu hồng này được tầm khoảng 30 giây thôi. Mọi người nhá, đây em sẽ có cho người màu hồng. Tiếp theo em sẽ có cho người là tông màu khói. Nữa cho em là tông màu sữa này. Ngoài ra em có tông màu đen và em có cho người là cả tông màu tím. Thích màu nào vào tông mơ vào cho em nha, bởi vì màu của nhà em thì không có cái màu nào là kén da, kén dáng và kén tuổi cả. Đều là những cái tông màu quá đẹp, quá lịch sự cho các tình yêu, cho nên là cứ yên tâm tự tin chốt đơn cho em. Váy riêng, áo riêng nha. Váy mã 02, áo mã 01 cho em, váy mã 02 cho em. Áo nhà em đang chạy theo deal với mức giá là 199k và váy của nhà em cũng đang là 199k, tức là ngày hôm nay mọi người săn cho em cả set thì cũng chỉ có là gần 400 nghìn đồng một set thôi. Là một cái mức giá nó quá ưu đãi, nên là tình yêu nào muốn săn tranh thủ hoàn thiện đơn hàng cho em mọi người nhá. Đúng rồi mọi người nha. Đấy, tình yêu nào mình muốn săn mình tranh thủ hoàn thiện đơn hàng sớm hơn cho em. L75 mặc size mấy ạ? L75 mình vào đơn cho sẽ là form size L. Váy form size L. Còn nếu như mà mình muốn tư vấn áo, mình phải cho em xin đầy đủ chiều cao cân nặng nha, thì em mới hỗ trợ em tư vấn áo cho mình được. Muốn đổi hàng nhưng tình yêu ơi, mình cứ liên hệ qua thư cảm ơn nhá, thì để các bạn nhân viên sẽ hỗ trợ luôn cho mình đấy ạ. Chắc là mình liên hệ vào cái giờ trưa các bạn đang nghỉ trưa, các bạn chưa check được. Tình yêu nhá, bây giờ mình liên hệ lại giúp em nhá. Một áo được chứ em sẵn được ạ. Chị Dung Hỉ nhá, nếu như mình thích áo và mình có váy ở nhà rồi thì mình cứ mua mình áo cho em thôi tình yêu nhá. Áo sẽ là mã số 01 cho em. Chứ còn ngày hôm nay bên em không ghim cả set cho tình yêu nhá. Tại vì có rất nhiều chị gái nhá, áo mình chỉ mặc cho em form size S, nhưng mà chân váy thì eo mình to, mình đã lấy cho em form size M. Cho em vì thế em đang tách set ra cho mọi người. Ai muốn mua áo thì mình mua áo. Còn nếu như ai muốn mua váy thì mọi người cứ mua váy riêng cho em mọi nhá, không vấn đề gì cả. Mua áo có được giảm không? Tình yêu ơi, giá này đang là giá giảm rồi. Deal này đang là deal chiên cho mọi người rồi. Cho nên ai mình muốn săn thì em khuyên các chị gái luôn là mình nên nhanh tay mình săn luôn giúp em nha. 1m47, 53kg, chị Sâm Phan vào đơn cho em sẽ là form size M. Form size M của áo nha. Còn nếu như eo của mình dưới 74 mình lấy cho em form size M. Eo trên 74 mình lấy cho em sẽ là form size L là vừa nhá tình yêu nhá. Ok chưa? Đấy là tư vấn chân váy nhá tình yêu nhá. Còn mọi người cứ cho em đầy đủ đi, chiều cao, cân nặng kèm số đo của em trên rốn 2 xăng thì em ra sẽ hỗ trợ tư vấn cả một set luôn cho mọi người. Để ai mình có thích cả set thì mọi người vào đơn luôn cho em cả set nha. Đã mua 199k, cảm ơn tình yêu rất là nhiều. Em mẫu cao bao nhiêu? Hiện tại em đang cao 1m65 ạ. Nặng 49kg và em đang mặc form size S nhá mọi người nhá. Nếu như mà ai mình có cùng cái thông số như em thì mình có thể vào đơn form size S nha. Còn không thì mọi người cứ để lại comment cho em thì em Giang sẽ hỗ trợ tư vấn một cách chính xác nhất. Để mọi người vào đơn ngày hôm nay cái mọi người ơi, 2-5 hôm sau thì mọi người nhận hàng về cái mặc lên đẹp như bay đo luôn cho em. Đỡ phải mất thời gian mình đổi trải nhá mọi người nhá. Và cái set đồ này mọi người ơi, mặc lên nó đa di năng. Mọi người có thể đi cho em là đi làm này, đi học, đi chơi, đám cưới, tiệc tùng, sự kiện các thứ mọi người ơi, mặc được hết cho em. Tại vì sao ạ? Mặc lên thứ nhất là nó đẹp. Đấy, và nó sang, nó gọn người, gọn dáng của mình nha mọi người nha. Mặc lên mình sẽ tự tin hơn, mình đi làm cho em nhá mọi người nhá. Cần em sang tư vấn gì thêm mình báo em nha mọi người nha. Còn ngày hôm nay mọi người rất nhiều tông màu, mọi người cứ vào, mọi người lựa chọn cho em đi. Thích tông màu nào mọi người báo em hỗ trợ em mặc lên cho người xem. Để khi mà đến cho người xem là gì, khi mình mặc lên cái tông màu đấy trên người thì nó sẽ như thế nào đúng không ạ, nó có đẹp hay không. Thì mọi người hãy comment xuống dưới giúp em nhá mọi người nhá, để em sang hỗ trợ chính cho mình. Chính xác mọi người ơi, tranh thủ hoàn thiện đơn hàng càng sớm càng tốt giúp em nha. Bởi vì những cái mức giá này thì nhà em cũng chỉ có ở trên livestream thôi. Đấy, cho nên là bây giờ ai đang trong quá trình hoàn thiện đơn hàng, mình nhanh chóng hoàn thiện đơn hàng nha. 1m47-53 cân lấy chuẩn cho em Quỳnh là form size M thoải mái mọi người nhá. 1m54-56 cân lấy chuẩn cho em Quỳnh là form size L luôn mọi người nha. Ok, chọn một cái phiên bản đẹp như này mọi người ơi, đừng bỏ lỡ mọi người ạ. Đấy, đừng bỏ lỡ cho em, đặc biệt là những chị gái ngày hôm nay mình đi làm văn phòng. Đúng không ạ? Mọi người mặc cho em cái phiên bản này, em bảo mọi người luôn rất rất là thoải mái. Nếu như ngày hôm nay giữa cái bản cân một cái phiên bản chéo Mỹ và một cái phiên bản tuyết mưa mà mọi người chọn cho em cái hàng giá rẻ tuyết mưa, em bảo mọi người luôn, thứ nhất mặc nó nóng bí, nó không thấm hút mồ hôi bởi vì ở trong cái thành phần áo của nó pha ni lông rất nhiều thì nó mới được cái giá rẻ như thế. Và thứ hai, khi mà không thấm hút mồ hôi rồi nó sẽ gây mùi cơ thể cho mọi người. Mọi người có muốn là khi mà đang làm, đang bàn bạc công việc ở trong môi trường văn phòng mà tự nhiên người ta lại bảo là ơ mùi của ai đấy không, là mình không bao giờ muốn cái trường hợp như đúng thế rồi. Đúng không ạ? Cho nên là ngày hôm nay để mà giữ được cái sự tự tin suốt trong quá trình mọi người làm việc từ 8 tiếng đến 12 tiếng hàng ngày thì hãy lựa chọn cho em cái chất liệu vải thực sự cao cấp. Mùa đông mặc gì cũng được chị ạ, nhưng mà mùa hè cứ phải là ưu tiên cái chất lượng vải cho em lên hàng đầu. Mà ngày hôm nay cái áo của nhà em vừa đẹp vừa xinh mà vừa thoải mái, không tội gì lại không săn. 1m57-60 cân XL cho em chị Nguyễn Đào, đặt cả set được không? Được chị ơi, áo 01 cho váy 02, mặc áo trắng váy đen đi em ơi. Chị ơi, ướm thử cho mình xem nhá, ướm thử trong nhà mình xem. Còn ngày hôm nay nhà em sẽ ưu tiên cho mọi người là gì ạ, mặc cả set đồ được chưa ạ? Bây giờ này đấy, áo cái gì, áo trắng á,
Chị ơi, em bảo này, màu sữa thôi. Nhà em chỉ có màu sữa, nhà em không có màu trắng nha. Mọi người ơi, nhà em chỉ có màu sữa với cái mã này, nhà em không có màu trắng. Bây giờ em giao nếu như mà màu trắng thì mọi người có thể tham khảo qua cho em mã này, được chưa? Được rồi. Chứ còn nhà em không có màu trắng, mọi người ơi, cái mã này nhà em không có màu trắng, mọi người ạ. Em sẽ mặc lên chân váy đen cho mọi nhà để phối thử cho mọi người xem. Rồi, mọi người đọc cái thông tin sản phẩm giúp em một cái, mọi người nhá. Ok, chọn 1m54-56 cân lấy chuẩn cho em Quỳnh là form size L thoải mái. Chị Nguyễn Đào ơi, được tư vấn size số rồi, linh động hoàn thiện chất đơn cho em. Mặc đi em ơi. À, mặc đi em không mặc được mọi người ơi. Chị săn 1m88-78-94. À, chị ơi, lấy cho em váy là size L. Còn áo thì mình cho em chiều cao cân nặng để em tư vấn nhá. Chứ vòng ngực với vòng hông của mình thì nó cũng không quan tâm, không quan trọng đâu. Ướm thử váy mã 10 và áo mã 7 màu tím đi ạ. Mình cần 5 bộ để em xem này. Em ướm thử thôi chứ em không mặc đâu mọi người nha. Bởi vì ngày hôm nay nhà em đang like mã này. Mã 7 với áo mã 10, váy mã 10, áo mã 7 với váy mã 10. Ok, đợi em một xíu để em ra ngoài kia em lấy áo mã 7. Để em ra ngoài kia em lấy áo mã 7. Mọi người bình tĩnh đợi em một xíu mọi người nhá. Bình tĩnh đợi em một xíu để em lấy áo mã 7 rồi em tư vấn cho mình, cho em chiều cao cân nặng đi, em tư vấn trước cho mình. Mình đã từng mua áo của shop size M mặc vừa, không biết áo này có form nhỉ. Chị ơi, mặc áo size M cho em. Nhưng mà cái áo chị mặc size M vừa ấy, nó phải là áo sơ mi, áo phông, áo quen, áo ký giả nha. Chứ nếu mà áo phao thì không phải đâu. Được chưa? Nếu mà là áo phao thì không phải đâu. Đợi em xíu em lấy áo mã 10 cho xem. Đúng rồi nhá mọi người nhá. Chờ em một xíu để em sẽ mang vào cho mình xem mà tình yêu nha. Còn bây giờ em Giang sẽ ướm thử, sẽ mặc lên cho người là cái áo màu sữa, cái áo tông màu sữa để các tình yêu mình ngắm luôn cho em, là phối áo tông màu sữa và chân váy tông màu đen cho em cho mọi nha. Mình đã mua nhiều thấy ổn, em cảm ơn chị Linh rất là nhiều nhá. Cảm ơn tình yêu ạ. Chị Dung Hỉ 1m51 này, 54kg, tình yêu vào đơn cho em rất là form size M. Chính xác. Đây chị ơi, em sẽ ướm thử cho mình xem nhá. Trước tiên là áo màu hồng với chân váy màu hồng của mã 10. Được chưa? Trước tiên áo màu hồng với chân váy hồng của mã 10 rất đẹp, được chưa? Tiếp theo nhà em sẽ có cho mọi người là chân váy màu tím. Tiếp theo là nhà em sẽ có cho mọi người là chân váy màu tím với áo màu tím đây. Chân váy màu tím với áo màu tím rất xinh. Nó không cùng chất liệu vải nhưng mà nó cùng ánh màu, cho nên là ngày hôm nay mix match cho em rất đẹp, được chưa? Rất đẹp cho em. Đấy, tiếp theo nữa là áo màu đen và chân váy màu đen. Nói chung là áo màu đen với chân váy màu đen thì lại quá dễ rồi. Quá dễ mặc rồi, đúng không ạ? Ngoài ra nhà em còn váy màu trắng và chân váy màu trắng nữa. Áo màu trắng, à quên, váy màu trắng nữa. Thì mọi người nếu mà muốn tham khảo thì mọi người tranh thủ hoàn thiện đơn hàng cho em mọi người nha. Chất liệu vải của cái mã này thì nó cũng là chéo Mỹ cao cấp mọi người ạ. Chất liệu vải của cái mã này thì nó vẫn là chéo Mỹ cao cấp mọi người nha. Đấy, được tư vấn size số rồi thì vui lòng vào đơn giúp em. Bởi vì cái mức giá ngày hôm nay nhà em để cho mọi người đều là đang những là cái mức giá rất là ưu đãi rồi. Chân váy có bị ôm lắm không? Chị ơi, chân váy bút chì thì nó là phải ôm chứ chị. Đúng rồi. Chân váy bút chì nó phải ôm chứ ạ. Nó ôm ở cái vòng hông, nó ôm ở cái vòng mông. Nhưng mà cái phần dưới của nó sẽ là form dáng A và nó sẽ có gì ạ? Xẻ tà cho mọi người rồi, xẻ lá kép cho mọi người rồi. Cho là ngày hôm nay mọi người đi lại rất là dễ dàng thoải mái nha, chứ không bị bó chân đâu. Ok chưa? Mình cho em xin chiều cao cân nặng để em tư vấn size số nha. Nhà em bán lẻ chị ơi, áo 01 chân máy 02. Ai thích mua cả set thì mua, còn ai thích mua áo thì mua. Ngồi xe máy sợ hơi khó phải không ạ? À? Áo váy này nhà em ngồi đã có xẻ tà rồi. Nên là ngồi thoải mái cho em. Áo trắng sữa váy đen đẹp quá thì chị ơi mua đi ạ. À. Chị ơi vui lòng chốt đơn cho em luôn nhá, bởi vì làm sao em chuẩn bị kết thúc live rồi đấy ạ. Em chuẩn bị kết thúc live rồi cho nên là bây giờ ai đang trong quá trình hoàn thiện đơn hàng, mình nhanh chóng hoàn thiện đơn hàng giúp em đi, bởi vì chỉ có ở trên livestream này thì chúng ta mới có cho nhau được những cái mức giá nó ưu đãi như này thôi. Mọi người nha, tầm khoảng 4 phút nữa là em sẽ phát xuống live đấy ạ. Nên là bây giờ ai đang trong quá trình hoàn thiện đơn hàng mình nhanh chóng hoàn thiện đơn hàng đi mọi người ơi. Đấy, còn chị gái gì mà muốn săn mã 10 đấy nhỉ? Chị mình đã mua nhiều thấy ổn, em cảm ơn. Chị Linh ơi, chị Linh, em đã ướm cho mình xem rồi nhá. Mình đã xem được chưa? Mình cần xem lại thì mình comment lên cho em để em tư vấn cho mình xem lại nhá. Chị mua áo trắng sữa, chị ơi, chị nhấn cho em nút mua một cái nhá. Màu sữa, chọn chị Linh ơi, chị chưa xem được á? Hay là chị xem xong rồi chị chưa chọn được? Em vừa rơi cho mình xem mà, chắc là mình mới đi ra hay là như nào ạ? À? Mình muốn cần xem lại màu gì thì mình comment lên cho em nhá. Đấy, chị ơi, chị muốn mua áo trắng sữa, mình nhấn cho em nút mua. Mình chọn màu trắng sữa, sau đó là mình hoàn thiện đơn hàng cho em là được. Xem em, okay. Đây, em sẽ dơ lại cho mình xem. Trước tiên là nhà em sẽ có cho mọi người này, tông màu tím với váy màu tím, được chưa? Tông áo màu tím với váy màu tím rất hợp, được chưa? Cái ánh màu của nó, cái ánh màu của nó giống nhau nhưng mà cái chất vải nó không giống nhau mọi người nhá. Nhưng mà khách hàng của nhà em hầu hết đều mua cái áo màu tím này với cái chân váy màu tím này, được chưa? Tiếp theo em sẽ có cho mọi người là tông màu hồng với váy màu hồng. Đây, chị ơi, chị xem kỹ giúp em một cái nhá.
Đấy, không có em đang bơ xong rồi mình lại đi đâu mất thì em sẽ không hỗ trợ lại được cho mình đâu, bởi vì ngày hôm nay nhà em sẽ tập trung bán mã này. Và cái mã đấy thì nhà em cũng đang xả kho rồi nên cái giá nó rất là ưu đãi, mọi người tranh thủ cho em. Áo màu tím, chiếc váy màu tím cho em. Còn tiếp theo em sẽ đến cho mọi người là váy màu đen với áo màu đen. Đây, váy màu đen với áo màu đen kia. Đây, cả một set tông màu đen luôn. Đấy, cả một set tông màu đen. Đấy, rất là sang, rất là trẻ. Mặc cái set này vào chân váy dập ly nữa thì em bảo mọi người luôn trẻ ra ít nhất 5 tuổi cho em. Sang cực kỳ. Được chưa? Ngoài ra em sẽ còn có mọi người là chân váy màu trắng, ướm thử chị xem chân váy màu trắng luôn. Được chưa? Chân váy màu trắng thì nó có thể mix được cho em với tất cả các tông màu áo. Đấy, tùy mình nhá, mình thích màu nào mình lấy nhá. Chân váy dập ly này của nhà em 70 xăng, áo của nhà em 43 xăng, đều là chất liệu vải cao cấp và ai cũng có thể mặc được, mặc đẹp cho em. Đảm bảo qua gối, lịch sự, giơ tay lên không lộ hở, ok chưa? Tất cả những cái mã sở của nhà em nó đều đảm bảo cho mọi người được cái phong cách là lịch sự nên mọi người yên tâm. Ok, chị cảm ơn mọi người ơi, tranh thủ hoàn thiện đơn hàng nha. Hoàn thiện đơn hàng cho em nha, mình đặt đơn ở trên live giúp em. 1m60, 55 cân, lấy chuẩn cho em Quỳnh là form size L thoải mái mọi người nhá. Bây giờ sẽ mặc nốt cho mọi người là tông màu đen vào. Được chưa? Ai muốn săn thì tranh thủ hoàn thiện đơn hàng càng sớm càng tốt cho em, bởi vì chỉ có ở trên live mới có cái giá này thôi. Và ngày hôm nay nhà em đang tri ân cho mọi người với một cái mức giá cực kỳ là ok. Nên là hãy tranh thủ hoàn thiện đơn hàng cho em được không ạ? Bởi vì em sắp kết thúc phiên livestream rồi. Mọi người nha, nhà em sắp kết thúc phiên livestream rồi. Váy xếp ly, chị ơi, váy xếp ly mã 10 giúp em. Váy xếp ly mã 10 giúp em. Ai thích mã nào mọi người nhấn tay cho em vào giỏ hàng góc trái màn hình. Được chưa? Nhấn cho em vào giỏ hàng góc trái màn hình. Thích săn mã nào thì nhấn cho em vào nút mua mã đấy là được. Còn nếu như ngày hôm nay muốn mua từ 2, 3, 4 mã sản phẩm trở lên thì mình có thể nhấn cho em vào giỏ hàng góc trái màn hình có số 49, sau đó nhấn cho em cái phần giỏ hàng xe đẩy cạnh nút mua và sau đó tự động hoàn thiện đơn hàng cho em. Mọi người ơi, thêm lần lượt từng màu từng size vào giỏ hàng, sau đó hoàn thiện đơn hàng nhá. Đấy, tranh thủ cho em đi ạ. Chính xác nha, đã mua 199k, em cảm ơn tình yêu rất là nhiều nha tình yêu ơi. Đấy, ngày hôm nay mọi người đang có mức giá hời, tội gì mình không săn đúng không ạ? Áo veo để cho mọi người mã số 01 với mức new là gì 199k. Và chân váy sẽ là mã số 02 199k, mọi người ai muốn săn cả set thì mình săn. Ai muốn săn cả set thì mình cứ thêm cho em mã số 01 và mã số 02 lần lượt vào giỏ hàng của mình săn cho em thôi. Đã đặt hàng xong 187k, em cảm ơn chị Dung Hỉ rất là nhiều. Tình yêu nhá, cảm ơn tình yêu rất là nhiều luôn. Và cái giá đấy không phải ai cũng thấy đâu. Đấy, giá đấy không phải ai cũng có nhá tình yêu nhá. Nếu mà về rộng có bóp được không chị? Tình yêu ơi, rộng thì bóp được mà. Đấy, mình lấy size gì đấy ạ? Nếu như mà mình lấy size S rồi mà vẫn rộng thì mình có thể là đi bóp cho em tình yêu nhá. Mình bóp cho em cái eo vào thôi, không ảnh hưởng đến form dáng nhá tình yêu nha. Ok chị ạ, chị được tư vấn size chưa? Chị comment đầy đủ chiều cao cân nặng cho em Giang nhá, để em Giang hỗ trợ tư vấn size luôn cho mình. Để nếu như mà mình có thích thì mình vào đơn sớm cho em mọi người. Thời lượng trên live không có nhiều. Đấy, thời lượng trên live không có nhiều mọi người ạ. Và cái mã sản phẩm em số lượng nó đang cháy rất là nhiều rồi, cho nên các tình yêu ơi, nhanh chóng mình hoàn thiện đơn hàng sớm cho em nhá. Mã sản phẩm số 10. Ok tình yêu ơi, mình vào đơn giúp em đi. Đấy, mình thích mã 10 mình chọn cho mã 10, mình nhấn nút mua. Chọn phân loại màu, chọn phân loại size cho em và mình chốt đơn thôi, rất là đơn giản nhá. Cho em xem quần size 24. Quần mã 24 đúng không ạ? Cao 1m55, nặng 53kg, chân váy size gì em? Nếu như mà em của mình dưới 74 mình lấy cho em sẽ là form size L. Form size M, còn trên 74 mình lấy cho em sẽ là form size L là vừa nhá tình yêu nhá. Ok chị ạ, mã quần mã 24 đúng không ạ? Đây để em xem. Nếu như mã 24 có ở đây thì em sẽ rơi cho mình xem. Quần ống suông. Đây tình yêu ơi. Cái quần ống suông thì cái dáng nó sẽ như này, nhưng mà cái phân loại của nó sẽ là khác mọi người nha. Thì mọi người có thể tham khảo cho em. Đúng rồi, mọi người ngắm cái dáng cho em thôi nhá, còn nó khác nhau về cái cạp thôi. Đấy, thì em hiện tại đang có phòng live thì cái mẫu này thì em dơ cho mọi người xem nha. Đây ạ, quần ống suông thì dáng nó sẽ như thế này nhá tình yêu nhá, rất đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó sẽ là chất liệu vải chéo Mỹ cho em nha mọi người nha. Cho em muốn săn mình để lại cho em xin chiều cao cân nặng kèm số đo vòng em trên số 2 size của mình. Để em rằng có thể hỗ trợ tư vấn size mình nha tình yêu nha. 1m55, 53kg chị Thúy Spa lấy luôn cho em ra form size M. Lấy cho em sẽ là form size M là vừa. Không vừa có được đổi size không? Dạ có. Không vừa với em hỗ trợ đổi size cho mình. Cho mình cứ yên tâm và chốt đơn cho em thôi. Áo có mấy màu đây mọi người, em sẽ dơ lại bảng màu cho mọi người nhá. Để mọi người nếu như có thích trong màu nào mọi người sẽ báo em để em Giang hỗ trợ mặc qua cho mình xem và tình yêu nha. Bên em hiện tại đang có cho mọi người sẽ là 5 tông màu. Em Giang đang mặc thì nó sẽ là tông màu đen. Ngoài ra bên em có cho mọi người sẽ là tông màu sữa này mọi người này, tông màu hồng, đấy, tông màu khói và tông màu tím cho em mọi người nhá. Cần mặc qua tông màu nào mọi người báo em. Đấy, cần mặc qua tông màu nào mọi người báo em đến ra hỗ trợ luôn cho mình nha tình yêu nha. Và váy bên em cũng có các tông màu tương đương luôn cho mọi người. Để ngày hôm nay ai muốn săn cho em cả set, mình săn luôn đồng bộ đồng màu luôn cho em ở nha. Ok chưa? Đấy, 1m52, 55 cân lấy luôn cho em sẽ là form size M, à form size L. Lấy luôn cho em sẽ là form size L là vừa nha tình yêu nhá. Cho chị xem mã 23 tình yêu ơi, mình tham khảo giỏ hàng luôn giúp em. Đấy, mình chủ động mình tham khảo giỏ hàng luôn giúp em nha mọi người nha. Còn tình yêu nào mình mới chỉ thêm vào giỏ hàng thôi thì mọi người nhanh chóng mình hoàn thiện đơn hàng sớm nhá mọi người nhá. Tại vì em không chắc vào trong phiên live sau còn để cho mọi người cái mức giá này nữa đâu. Cho em mọi người ơi, hãy tranh thủ luôn giúp em. Cần em Giang tư vấn gì thêm các chị báo em nhá. Hoặc là mọi người muốn mặc qua màu nào mọi người comment nha.
Chính xác luôn mọi người ạ. Cần qua mặc qua màu nào mọi người báo em. Áo đang mặc có hợp với chân váy mà canh mặc không xạ có cho em. Tính có nhá, mọi người có ơi ạ. Mình lấy cho em màu trắng màu đen là phối kết hợp được cho em cả bảng màu. Đúng rồi, lấy chân váy màu trắng hoặc là chân váy màu đen cho em thì yêu nhà là sẽ vừa đấy ạ. Mặc khói, ok bây giờ em Giang sẽ qua màu khói cho mình. Mọi người nhá, bây giờ em Giang sẽ qua màu khói cho mình đấy ạ. Mình cần mặc lên màu nào mọi người cứ báo em, hoặc cần em ra tư vấn gì mình báo em nha mọi người nhá. Bây giờ sẽ qua tông màu khói. Mọi người tranh thủ vào đơn nhá mọi người nhá, tại vì thời lượng trên live cũng là không còn nhiều đâu ạ. Đấy, cho nên là ai muốn săn thì tranh thủ vào đơn cho em. Mọi người ơi, nhà em cũng chỉ còn tầm khoảng 10-15 phút nữa ở trên phiên livestream này để cho mọi người săn nốt thôi và để cho mọi người trải nghiệm hàng nốt thôi. Cho nên là bây giờ ai đang trong quá trình hoàn thiện đơn hàng, mình nhanh chóng hoàn thiện đơn hàng để bên em còn xin phép là kết thúc live. Mọi người nha, tranh thủ hoàn thiện đơn hàng để bên em sẽ xin phép là kết thúc phiên livestream này, bởi vì thời lượng trong live nhà em cũng không còn quá nhiều cho mọi người suy nghĩ nữa rồi. Bây giờ thì cái mã sẩm này nó cũng không còn nhiều, bây giờ nhà em sẽ mặc vào màu khói, mặc nốt màu khói mọi người nha. Đấy, màu khói của nhà em là một cái tông màu rất là basic, dễ mặc cho mọi người luôn mọi người ạ. À, cái tông màu khói nó sang cực kỳ sang mà nó hot cho em là từ cái đợt mùa hè, từ cái đợt mùa đông sang đến cái đợt vụ mùa hè cho em rồi. Đấy là tình yêu nào mà thích áo màu khói vào đơn cho em tông áo màu khói này xuất tinh. Được chưa? Đây áo màu khói đây, em dơ cận lên cho mọi người xem luôn chứ lại bảo em nói đi, nói này không có thì không chứng cứ. Đây mọi người ơi, màu khói của nhà em đây mọi người nha. Với form dáng của nhà em nó sẽ là cổ vét, có ống tay bồng che khuyết điểm bắt tay to, nói chung là 12 năm làm hàng rồi. Nhà em biết mọi người cần gì muốn gì ở những cái phiên bản mà mọi người mua về mọi người mặc về. Cho nên là ngày hôm nay những cái gì mà ưu đãi, những cái gì mà gì ạ? Những cái gì mà hồi là em đang gửi cho gắm lên phiên livestream này cho mọi người rồi. Nên là ngày hôm nay mọi người yên tâm tự tin chốt đơn giúp em. Hàng đẹp quá. Em cảm ơn chị cửa hàng Bay uy tín rất là nhiều này. Đấy mọi người ơi, được tư vấn sai số rồi tự động vào đơn nhá. Cần tư vấn gì thêm thì báo em nhá. Chứ nhà em không bán hàng xấu đâu. Đẹp thì em mới lên like, không đẹp nhà em không bao giờ lên like. Và đẹp không thôi chưa đủ, ngày hôm nay vừa phải thoải mái vừa phải chất lượng cao cho mọi người thì em mới lên like. Cho nên là bây giờ ai đang trong quá trình hoàn thiện đơn hàng, mình nhanh chóng giúp em được chưa? Mình nhanh chóng hoàn thiện cái đơn hàng này giúp em để chúng ta được nhận hàng sớm và trải nghiệm những cái phân khúc hàng của nhà em với cái mức giá cao cấp mọi người nhá. Đấy, nhanh tay hoàn thiện đơn hàng nha, bởi vì cái khung giờ like của nhà em nó cũng không còn quá nhiều nữa rồi. Em chuẩn bị xuống like rồi mọi người ơi, 10 phút cuối like thôi mọi người nhá. Đúng rồi, 10 phút cuối like để mọi người có thể hoàn thiện đơn hàng sớm cho em mới nha. Cần em tư vấn gì thêm mình báo em để em sao có thể hỗ trợ tư vấn luôn cho mình nhá mọi người nhá. Còn thực sự luôn là mọi người lăn tăn cho em là không còn đâu ạ. Lăn tăn là không có nhá mọi người nhá, cho nên là hãy tranh thủ giúp em. Cần em Giang tư vấn về size áo hay là size váy mọi người đều comment xuống dưới cho em nhá mọi người nha. Còn hiện tại là em Giang đang cao 1m65, nặng 49kg và đang mặc cho mọi người sẽ là form size S mọi người nhá. Đang mặc cho mọi người sẽ là form size S đấy ạ. Cho nên ai đang cùng với cái form size của em thì mọi người cứ vào đơn form size S nha mọi người nha. Sao mua được? Tình yêu ơi, mình đang muốn mua áo hay là mình muốn mua váy? Ví dụ như mình muốn mua áo nhá thì mình nhấn ngay vào cái phần mã số 01 cho em, hoặc là cái phần em đang ghim trên màn hình nhá mọi người ạ, nhấn vào nút mua. Chọn cái màu mà mình yêu thích này, chọn cái size của mình, sau rồi mình tiến hành nhấn mua ngay. Đấy, nó sẽ ra các loạt để mình điền thông tin vào cho em, sau mình nhấn là hoàn thành, là sẽ có đơn cho em thôi mọi người. Nói chung là rất đơn giản. Có chân váy bút chì không shop? Em đang mặc chân váy bút chì đây. Em đang mặc chân váy bút chì đây tình yêu ơi. Đây ạ, và chân váy bút chì với em nhá mọi người nhá. Nó sẽ là hàng hai lớp, có hai lớp thôi cho mọi người nha. Để khi mọi người mặc nó bó sát vào người của mình, nhưng mà nó sẽ không bị lộ các đường gân của quần ở bên trong nhá mọi người nhá. Mặc bộ này có bị lộ béo không em nhỉ? Dạ không lộ béo đâu. Tình yêu mình ngắm luôn cho em đứng góc nghiêng cho mọi người xem luôn. Không hề lộ một chút nào bụng mỡ đâu mọi người ạ. Cho nên cứ yên tâm một chút đơn. Chị gái muốn săn mã 10 đúng không ạ? Mình nhấn vào cái giỏ hàng các tình yêu nha, mã số 10, mình đi đến mã số 10 thì nó sẽ có nút mua màu đỏ, mình nhấn nút mua, mình chọn màu, chọn size, mình nhấn mua ngay tình yêu nhá. Xong rồi mình điền thông tin vào cho em là sẽ có đơn thôi. Nói chung là rất là đơn giản luôn tình yêu nha. Đấy, rất đơn giản luôn tình yêu ạ. Mình cứ đặt hàng cho em, hoặc là nếu như mình đang có ai ngồi gần đấy thì mình có thể là nhờ đặt hộ luôn mọi người. Chứ còn thực sự luôn em hướng dẫn rất là chi tiết cho mọi người trên live luôn rồi. Mọi người nha, thì mọi người cứ làm theo hướng dẫn là mình sẽ có đơn cho em thôi. 1m54, 56kg tình yêu ơi. Và đơn cho em rất là form size L. Và đơn cho em rất là form size L là vừa nhá tình yêu nhá. Mặc bộ này không béo nhá tình yêu nha, nó gọn người. Đấy, những tình yêu nào mình có khuyết điểm là gì? Eo to, bụng mỡ, vai thô, bắp tay to nha mọi người nha. Là gì mặc lên mã này nó che tốt lắm khuyết điểm luôn. Tại vì tay áo bên em có đánh bồng này mùa này, và có cho mọi người sẽ là hai đường chiếc đi eo nha mọi người nhá. Nhìn thì nó sẽ rất là gọn dáng và nó có vòng eo của mình luôn. Nhưng mà khi mà người đứng góc nghiêng cho em là mọi người này, vẫn sẽ có độ thở cho cái áo nha mọi người nha. Sẽ không bị là kiểu bị bó tít vào người. Chính cái xác. Chịu đâu. Nói chung là mọi người ơi, bởi vì là cái phần áo này nhà em đang làm cho mọi người là nó là cái dáng lỡ để che khuyết điểm tốt cho mọi người rồi. Cho nên là ngày hôm nay mặc yên tâm là có bao nhiêu khuyết điểm sẽ che cho mọi
mọi người nha, chứ không bao giờ bị lộ khuyết điểm đâu. Nên mọi người cứ yên tâm, tự tin vào chốt đơn giúp em. Được Trạng cần tư vấn gì thêm thì báo em để em hỗ trợ em tư vấn cho mọi người. Bởi vì là cái mức giá này thì nhà em nếu một khi mà nhà em xuống like thì nó cũng sẽ trở về cái mức giá gốc của nó thôi mọi người nha, là 380k. Và chỉ khi nhà em lên live stream thì mới có cái mức giá này thôi, cho nên là mọi người tranh thủ cho em. Và ngày hôm nay em đang bán cho các chị gái công sở, các chị gái mình cũng đã có điều kiện rồi. Em biết rằng là cái giá nó không phải là cái vấn đề của các chị, mà các chị đang cần là một cái phiên bản áo nó phải đẹp, nó phải phù hợp và nó phải làm sao thoải mái. Thì ngày hôm nay mọi người cứ thử trải nghiệm hàng của nhà Cúc một lần đi ạ. Xem là mình mặc vào mình có thay đổi chóng mặt không, xem là mình có gu hay không mọi người nhá. Đấy, cực kỳ xinh, cực kỳ đẹp, cực kỳ có gu cho em luôn. Nói chung là nhà em chưa bao giờ bán hàng xấu cả mọi người ơi. Đẹp thì em mới bán, đẹp thì em mới lên like. Cho nên là ngày hôm nay cứ yên tâm tự tin mà hoàn thiện đơn hàng cho em thôi. Cái mã sản này đảm bảo sẽ không bao giờ làm người thất vọng. Cao 1m58 60kg XL cho em chị bà nội ạ. Chị bà nội xì tin nè nhá, lấy cho em Quỳnh là form size XL thoải mái, tự tin chốt đơn cho em, dáng đẹp không. Cái giá nó quá xinh mọi người ơi. Đấy, không săn là phí mà săn về cho em là hết ý luôn mọi người nha. Đấy, nhà em không bán hàng xấu đâu. Bây giờ đang là mặc cho mọi người là tông màu khói. Ngoài ra còn 4 tông màu nữa cơ. Mọi người thích mặc màu nào thì em báo mọi người comment cho em để em hỗ trợ em mặc lên cho mọi người. Được chưa? Đấy, nhà em sẽ có cho mọi người là tông màu sữa này. Ngoài ra em có màu hồng này, sáng da, em có màu tím này, sang chảnh, và em có màu đen gọn người gọn dáng nha. XL cháy rồi em. Chị ơi, mình muốn săn XL màu gì, màu đen à? Nếu như mà XL màu đen thêm cho chị một cái, thêm cho em một cái nữa được không chị Phương ơi? Thêm, ok, nếu mà XL màu đen thì bây giờ em thêm cho mọi người thêm một cái màu đen nữa để cho chị bà nội xì tin săn nhá. Áo 01 chân váy của nhà em là mã sầm số 02. Mọi người nha, lưu ý cho em áo 01 chân váy 02. Mọi người linh động vào đơn cho em để được cái mức giá ưu đãi, bởi vì trên live mới có cái mức giá này. Bạn mẫu nhà em đang cao 1m65, nặng 48-49kg và đang mặc cho mọi người là form size S. Nếu như mọi người cùng form cùng dáng với mẫu nhà em, cứ lấy cho em form size S, còn không thì cho em chiều cao cân nặng để em tư vấn lại cho mọi người nha. Bởi vì mà ai mà chẳng muốn mặc đẹp mặc xinh ngay từ lần đầu được không ạ? Thì mọi người ơi, cứ săn hàng cho em đi. Được chưa? Về nhà em đảm bảo cho mọi người luôn là mặc đẹp ngay từ lần mặc đầu tiên. Mọi người mặc đi đâu người ta cũng khen, mọi người mặc đi đâu người ta cũng sẽ chú ý mọi người nha. Chú ý bởi vì mình đẹp quá chứ không phải là chú ý bởi vì mình xấu quá đâu ạ. Được chưa? Đây là mọi người tranh thủ hoàn thiện đơn hàng càng sớm càng tốt cho em, tầm khoảng là 5 phút cuối em sẽ biết là kết thúc live mọi người nhá. Đúng rồi. 5 phút cuối trên live, cho nên ai đang trong quá trình hoàn thiện đơn hàng mọi người vào đơn sớm giúp em luôn nhá mọi người nhá. Cần em ra tư vấn gì thêm mọi người báo em để em ra hỗ trợ tư vấn luôn cho mọi người ạ. Đấy, chứ còn thực sự tầm giờ mọi người mà cứ lăn tăn cho em, mọi người cứ thêm vào giỏ hàng để hôm sau mình chờ giá rẻ hơn mình săn cho em thì không có đâu. Đấy, cái mức giá ngày hôm nay là cái mức giá mở bán nó đang rất là ưu đãi rồi. Cho nên ai mình đang trong quá trình hoàn thiện thì mình hoàn thiện nốt cho em nhá mọi người nhá. Chỉ trên live thì mọi người mới thấy cho em cái mức giá này thôi. Còn một khi bên em xuống live ấy, thì cái bản áo này bên em đang bán cho mọi người với mức giá là 380k. Và chân váy sẽ là 420 nha mọi người nha. Đấy, cả một set xương xương gần 1 triệu đó mọi người ạ. Cho nên ngày hôm nay mình hãy là gì mọi người ơi, tranh thủ mình săn luôn trên live giúp em nhá mọi người nhá. Săn luôn trên live thì cái mức giá bao giờ nó cũng rẻ hơn nha. Và áo thì bên em mới sơ lại cho mọi người các tông màu rồi. Mọi người bây giờ mọi người cần qua màu gì nữa không? Mã 10 có cặp co giãn không bạn? Mã 10 là chân váy xếp ly đúng không ạ? Nó sẽ là cặp bản cho em tình yêu ơi. Nó sẽ là cặp bản nhá. Đấy, cặp bản to luôn. Đây, chị cầm cho em cái màu trắng em giới khách xem. Ok, mọi người ơi, đây, chân váy màu trắng của nhà em đây. Cặp của nhà em cao 5 phân. Cặp bản đâu, cặp bản 9 phân. Mặc đến đâu là siết vòng eo cho em đến đấy. Đúng mọi rồi. Người nhá. Nó sẽ có cho mọi người là cái khóa giọt lệ, khóa kéo giọt lệ ở đằng sau nhá mọi người nhá. Để mọi người kéo lên đến đâu nó sẽ định hình form eo cho mọi người đến đấy luôn nhá mọi người nhá. Và khi cái eo của mình được siết lại rồi thì cái hông của mình nó nở ra rất là đẹp luôn. Chân váy xếp ly nha mọi người nhá. Và cái ly này mọi người cứ yên tâm là giặt không bao giờ có tình trạng bị vỡ ly, tại vì nó đã được ép nhiệt cao tần rồi mọi người ạ. Đây mọi người gặp luôn cho em nhá mọi người nhá. Ly đều tăm tắp luôn cho em mọi người ơi. Đó, cho nên ai muốn săn cho em mã 10 thì mình nhanh tay. Từ nãy giờ có quá trời chị gái mình săn cho em mã 10 rồi. Đấy thì bây giờ còn chị gái nào mình thích thì mình cứ săn luôn cho em thôi. 53kg size gì bạn? 53kg nếu như mà eo của mình cho em xin số đo vòng eo trên rốn nữa các bạn. Nhớ là số đo vòng eo trên rốn 2 xăng nha. Nếu như mà eo của mình là trên 68 mình lấy cho em sẽ là form size M. Đấy, dưới 74 nhá, 68 đến 74 mình lấy cho em form size M. Còn từ 74 đến 78 mình lấy cho em sẽ là form size L là vừa nha tình yêu nha. Tranh thủ hoàn thiện đơn hàng sớm giúp em mọi người, quá xinh. Thực sự luôn, một cái phiên bản váy cũng như là áo là gì mặc lên nó gọn người gọn dáng như thế này. Mà mọi người không săn cho em là quá phí nhá mọi người nhá. 3 phút cuối like. Đấy, 3 phút cuối like để các tình yêu của em là hoàn thiện đơn hàng sớm nha mọi người nhá. Ai đang trong quá trình hoàn thiện đơn hàng mình hãy nhanh tay và mình chốt đơn luôn giúp em. Đừng lăn tăn mọi người, tầm giờ mọi người lăn tăn cho em là không còn đâu. Đấy, cho em là ai mình chưa được em giao tư vấn sai mình hãy nhanh tay mình comment xuống dưới luôn cho em. Xem chân váy mã 4 đi bạn, chân váy mã 4. Chân váy mã 4 đúng không ạ? Canh năng mặc cho em mọi người nha. Nó sẽ là một cái phiên bản váy quốc dân. Được chưa? Một cái phiên bản váy quốc dân. Chị Trang hay là
là chị Linh đặt rồi đúng không ạ? Em cảm ơn chị nhá. Chân váy mã 4 là chân váy quốc dân canh đang mặc luôn mọi người ơi. Mẫu đang mặc là màu gì, mã nào nhỉ? Dạ mẫu đang mặc của nhà em là màu khói, mã 01 và 02. Còn áo phao, ui dồi chị ơi, cái thời tiết này là không còn áo phao đâu chị ạ. Không còn áo phao đâu chị ơi, mùa hè đến rồi, mình săn cho em những cái phiên bản áo này đi. Đúng để rồi. Dành áo phao đến mùa đông mình săn, mình nhá. Ok, chẳng cần tư vấn gì báo thêm cho em nhá, bởi vì 3 phút nữa thôi là bên em sẽ xem là kết thúc live rồi. Ai chưa follow bên nhà em cho em xin một nút follow để làm sao? Để chúng ta có thể là gì ạ? Cùng lên nơ với nhau trong cái phiên livestream này để chúng ta được nhận cái nhất quốc giá ưu đãi mọi người nha. Ok, chợ và bây giờ em sẽ dơ qua màu lại một lần nữa. Mọi người nha, dơ qua màu lại một lần nữa. Nhà em sẽ có cho mọi người là tông màu khói này. Em có cho mọi người là tông màu sữa này. Tiếp theo em sẽ có cho mọi người là tông màu hồng. Ngoài ra em có màu tím và em có cho mọi người là tông màu đen. Thích màu nào vào đơn cho em tông màu đấy được chưa? Tầm khoảng 2 phút nữa thôi là bên em sẽ xin phép là kết thúc live. Cho nên là bây giờ ai còn cần nhà em tư vấn gì nữa thì mọi người comment xuống đây để em tư vấn cho mọi người luôn. Form dáng đẹp, chất vải đẹp, đường kim mũi chỉ đẹp và mặc lên người thì nó sang thì không tội gì mà mình lại phải làm sao đắn đo suy nghĩ cả. Nên mọi người cứ yên tâm tự tin vào chốt đơn cho em mọi người nhá. Nhanh chóng hoàn thiện đơn hàng cho em đi ạ. Trời ơi mọi người ơi, đừng bỏ lỡ cho em cái phiên livestream này, bởi cái mức giá của nhà em đang để cho mọi người là những cái mức giá nó quá yêu mọi người nha. Những cái mức giá mà em nghĩ là bất kỳ ai cũng đều có thể là dễ dàng săn được cho em từ 1 đến 2 cái, nên cho nên là mọi người tranh thủ hoàn thiện đi mọi người ơi. Đúng rồi. Chị Nguyễn Thị Nam ơi, mình đã biết chọn sai chưa? Nếu như mà mình chưa biết chọn sai ấy, mình comment cho em đầy đủ chiều cao cân nặng kèm số đo bằng em chân rốn hay sang nha. Để em Giang có thể là hỗ trợ tư vấn sai luôn cho mình nhá, tại vì chỉ cần có 2 phút nữa thôi. Đấy, chỉ còn có 2 phút nữa thôi là em Giang xin phép là xuống live rồi. Và khi bên em xuống live thì tất cả các mã sản phẩm trong giỏ hàng nó ngay lập tức nó nhảy về giá gốc luôn. Cho em mọi người hãy tranh thủ mọi người chốt đơn sớm giúp em nhá mọi người nhá. Chị xem đen, đây đen đây, màu đen của mình đây, màu đen rất là đẹp luôn mọi người ơi. Nó tôn dáng của mình và nó che khuyết điểm rất là tốt luôn. Đây ạ, màu đen đây. Những chị gái nào mình đậm người hoặc là mình muốn một cái tông màu mà nó che khuyết điểm tốt thì mình lấy luôn cho em sẽ là tông màu đen nhá tình yêu nhá, rất đẹp luôn. Đây tình yêu anh ngắm luôn cho em. Đấy, chân váy của bên em nó sẽ có cho mình là cái đường khóa kéo đằng sau nha. Khóa kéo dọc lệ đằng sau đấy ạ. Ưng ý màu đen, chốt đơn màu đen luôn cho em. Về cái form cái dáng ấy thì nó giống y như nhau, nhưng mà nó chỉ khác nhau với cái màu sắc thôi mọi người nhá. Bán cả set là em áo mã số 01 và chân váy mã số 02, mặc lên nó sẽ thành cả set luôn cho em các tình yêu nhá. Đấy, nó đồng màu cũng như là đồng chất liệu luôn đấy ạ. Như em ra là mặc đấy mọi người ơi, áo mã số 01 và chân váy mã số 02 cho em. Ai thích săn cả set mình thêm lần lượt mã số 01 và mã số 02 vào trong giỏ hàng cho em nhá mọi người nhá. Tranh thủ luôn giúp em. Mình cao 1m55, nặng 52 kg, vào đơn cho em sẽ là form size M. Tình yêu nha, vào đơn cho em sẽ là chuẩn form size M đấy ạ. Ưng ý mình chốt đơn sớm cho em. 30 giây cuối cùng sau đó thì bên em xin phép là sẽ xuống live. Cho em là ai mình đang trong quá trình hoàn thiện đơn hàng, mình hoàn thiện đơn hàng sớm giúp em nhá mọi người nhá. Ok. Một cái lăng cam cho em mà không còn đâu ạ. Chính xác. Ok chợ mọi người ơi. Bây giờ thì bên em sẽ xin phép là kết thúc phiên livestream đây. Ai mình cần mình đang trong quá trình hoàn thiện đơn hàng thì mình nhanh chóng luôn lên sơ mi cọc tay phối hoa không chị ơi, thì mình có tham khảo cho em đến tối nhá. Tối thì nhà em sẽ lên cho mọi người những cái mã sẩm đấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái phiên lần